Họa sĩ nổi tiếng có tài sản hàng trăm tỷ, đàn ông Huế có tiền là bắt đầu đổ đốn. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật họa sĩ, Tiểu Tam Di Hy dẫn con gái Bina tới chúc mừng ông ta. Chúc mừng chỉ là cái cớ, mục đích thật sự là vòi tiền. Có điều tính cách của hai mẹ con khác nhau hoàn toàn. Di Hy chỉ biết ngửa tay xin tiền, họa sĩ là cây ATM của bà ấy. Nếu một ngày nào đó họa sĩ không cho tiền nữa, có lẽ bà ta không nuôi nổi bản thân. Còn Bina thuộc tuýp người tự lập, hoàn toàn trái ngược với mẹ. Cô ấy thả đi kiếm tiền đi vay tiền, cũng không muốn mở miệng xin họa sĩ. Bina không muốn mình còn trẻ mà có thói quen tiêu tiền của người khác như mẹ. Thân là họa sĩ nổi tiếng có tài sản hàng trăm tỷ, biệt thự nhất định không thể thiếu. Xung quanh cây cối bao trùm, non nước hữu tình, khung cảnh đẹp khỏi phải bàn. Có biệt thự thì nhất định phải có bảo mẫu. Nghe bà ấy nói, họa sĩ không còn nhiều thời gian, vì thế muốn tổ chức buổi tụ họp gia đình. Đây cũng là lần đầu tiên ông ấy mời tất cả mọi người tham dự. Di Hy và Bina là người đầu tiên đến nơi. Trong nhà ngoài bảo mẫu ra, còn có chính thất mới chuyển đến một năm trước. Chính thất và Tiểu Tam không ưa nhau là điều đương nhiên. Họa sĩ dám để họ ở cùng nhau, chứng tỏ ông ta thật sự có thực lực. Chính thất không khách sáo với Tiểu Tam là bình thường, nhưng ngay cả bảo mẫu cũng không coi bà ta ra gì. Dường như mình mới là chủ nhân căn nhà. Sau khi Di Hy và Bina vào trong, em trai họa sĩ Go Chun cũng tới. Tên này không hề đơn giản, có 5 tiền án tiền sự, vừa mới ra tòa 2 tháng trước. Tiểu Tam mang rất nhiều đồ đạc, có vẻ muốn ở lại lâu. Lý do là vì căn nhà đang tu sửa, muốn thay đổi phong cách gì đó. Bảo mẫu đánh giá hai người này là người đàn bà tham lam và người đàn ông giảo hoạt. Có điều bà ta đánh giá rất cao Bina, cô ấy hiểu chuyện, không làm phiền người khác. Trong nhà còn có một cô gái thích selfie, chính là con gái của em trai họa sĩ Go Sun. Người bố thường xuyên phải nhập kho, Go Sun không có nơi để đi, chỉ đành ở nhờ nhà họa sĩ. Cô ta không có thiện cảm với Bina, cũng chẳng thèm quan tâm Go Chun. Go Chun vừa đến đã gấp gáp nghe ngóng tình hình họa sĩ, nhưng không phải quan tâm đến sức khỏe mà chỉ để ý tới di chúc của ông ấy. Di Hy cũng có suy nghĩ giống hắn ta, nhưng bà ta chiếm ưu thế hơn, bởi vì Bina là người duy nhất có tên trong hộ khẩu. Phải biết rằng trong hộ khẩu còn không có cả tên của chính thất Sun Jang. Bina mở tủ ra sắp xếp lại quần áo, trong đầu bỗng xuất hiện những ký ức đau thương, xem ra tuổi thơ không hề vui vẻ. Khi ăn tối, cả gia đình rất hiếm khi ngồi với nhau. Họa sĩ xuất hiện cùng sự đồng hành của quản lý Dung Gu. Người đàn ông này cũng rất ghê gớm, lúc thì bảo em trai chù mình hẹo, một lát lại chê đồ ăn hôm nay quá mặn. Có lẽ nghệ thuật gia thường khá kén chọn. Trong mắt Go Chun, ông ta là một lão giả đáng ghét. Đối với bảo mẫu, họa sĩ là một nhà độc tài hà khắc. Nếu nấu ăn quá mặn, bà ta sẽ phải viết bản kiểm điểm. Di Hy gắp thức ăn cho ông ấy. Họa sĩ biết ngay ý đồ, hỏi bà ta thiếu tiền đúng không? Tiền Di Hy lừa được từ chỗ ông ta có thể mua được biệt thự rồi. Lần này cho dù lý do gì ông ấy cũng không cho nữa. Phán xét người lớn xong là đến trẻ con, họa sĩ cảm thấy Go Sun trang điểm quá đậm, bảo cô ta mau đi tẩy trang, Go Sun không dám làm trái lời. Tiếp đó thành viên cuối cùng trong gia đình lên sàn, cậu ấy cũng ăn nhờ ở đậu trong nhà này. He Jun là con trai của em ruột họa sĩ, bàn ăn đã kín chỗ, cậu ấy định sẽ ăn sau. Dung Gu vội vàng đứng dậy nhường chỗ. Người quản lý này là bạn cũ của họa sĩ, tính cách thành thật, thường xuyên bị vu oan giáng họa. Bina cũng nhường chỗ cho He Jun. Họa sĩ đột nhiên bảo cô ấy là đứa bất lịch sự, không thèm ngó ngàng đến người bố thoi thóp này. Bina quay sang nhìn ông ta rồi hỏi hài lòng chưa. Hài lòng mới lạ, họa sĩ trực tiếp nói thẳng, mình không phải người để tâm đến quan hệ huyết thống, đừng ai mong lấy được tài sản thừa kế. Họa sĩ cũng rất hà khắc với He Jun, cháu ngoại vẫn đang học đại học chuyên ngành luật, nhưng thành tích không ổn lắm. Họa sĩ bảo lần sau nếu thi không tốt thì tự nghĩ cách đóng học phí. Những người trên bàn ăn có chút sượng chân, ngoài Sun Jang và Dung Gu ra, tất cả đều bị họa sĩ nói một lượt. Sau khi ăn xong, Sun Jang vào phòng suy nghĩ, nghề nghiệp của bà ấy là đạo diễn phim, phải động não rất nhiều, mất ngủ là chuyện thường xuyên, mỗi tối đều phải uống thuốc ngủ. Sun Jang ngủ rồi, nhưng bảo mẫu và Go Chun vẫn chưa ngủ. Go Chun cho rằng bảo mẫu có mưu đồ bất chính. Họa sĩ hà khắc như thế, vậy mà bà ta có thể làm trong gia đình này hơn 20 năm. Nếu đoán không nhầm, mục đích của bà ấy chính là tài sản. Suy nghĩ của nghệ thuật gia khác với người thường, nói không chừng sẽ để tài sản lại cho bảo mẫu. Ngày thứ hai sau khi tới biệt thự, Bina ra ngoài chạy bộ. Khi trở về suýt nữa bị chậu hoa rơi trúng đầu, nếu bị rớt trúng, không chớt cũng sẽ thoi thóp. Việc này lại khiến Bina nhớ lại những ký ức đau buồn. Hồi nhỏ cô ấy suýt bị đuối nước, hơn nữa còn có một người đứng bên cạnh. Chuyện chậu hoa không ai thừa nhận, cũng không có người chứng kiến. Đám người này thật độc ác. Vì tiền mà chuyện gì cũng làm được. Chậu hoa là quà Di Hy tặng họa sĩ năm ngoái. Bà ta lập tức chĩa mũi tên vào Sun Jang. Sun Jang đương nhiên không thừa nhận, báo cảnh sát cũng không thích hợp. Sắp tới sinh nhật họa sĩ rồi, lúc này gọi cảnh sát đến không phải tự gây phiền phức sao? Vừa nhắc tới họa sĩ liền nghĩ đến tiền, nghe nói tranh của ông ta lại tăng giá rồi, một bức có thể bán đến 1 tỷ, nếu tranh cũng tính vào trong tài sản, nghĩ thôi đã thấy vui. Bina đứng dậy rời đi, cô ấy không muốn tham gia vào chuyện này. He Jun chạy theo nhắc nhở cô, làm việc phải cẩn thận, không được gây thù chuốc oán. Nhưng Bina là người duy nhất có tên trong hộ khẩu, cho dù đứng yên không làm gì cả vẫn trở thành kẻ thù của tất cả mọi người.
Hye-jun mặc dù có lòng tốt nhắc nhở, nhưng ai biết lòng tốt đấy có mấy phần là thật. Sau khi Hye-jun rời đi, Bina lại nhìn thấy bản thân hồi nhỏ. Xem ra lúc đó cô ấy phải chịu không ít khổ cực, vì thế không muốn ở đây nữa. Chậu hoa mới chỉ là bắt đầu, ai biết sau này còn xảy ra chuyện gì. Ji-hi không để cô ấy đi, ngày mai là sinh nhật họa sĩ rồi. Chỉ cần nhẫn nhịn một chút, dỗ ông ấy vui vẻ, ít nhất cũng lấy được mấy trăm triệu. Có tiền có thể hô mưa gọi gió. Ji-hi vì tiền mà không quan tâm đến an nguy của con gái, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin cô đừng đi. Bina không còn cách nào khác, chỉ đành tiếp tục ở lại. Ji-hi bắt đầu quan sát từng người xem ai đáng nghi. Tiền của họa sĩ nhiều như vậy, bớt đi một người đương nhiên sẽ được nhiều hơn rồi. Go-chun có tiền án lừa đảo 5 lần, hắn ta nhiều quỷ kế, rất có thể là do hắn làm. Go-chun bảo Ji-hi cũng không phải loại tốt đẹp gì, phá hoại gia đình người khác, rõ là tiểu tam mà còn dám động tay oánh xuân răng, chắc chẳng ai có thể mặt dày hơn cô ta nữa. Lúc đó may mà họa sĩ chi tiền để cô ta thoát kiếp ngồi nhà đá. Ở bên này, Bina và Go-sun ghét nhau không chỉ là lời đồn. Go-sun chạy tới chọc ghẹo chuyện chậu hoa, Bina trực tiếp đổ nước lên đầu cô ta. Không ngờ Bina cũng không hề dịu dàng như vẻ ngoài. Thái độ của họa sĩ với cháu trai tốt hơn con gái. Ông ấy thường xuyên nói chuyện tâm sự với cháu trai, nhưng không bao giờ để ý đến con gái. Buổi tối, bảo mẫu đang chuẩn bị thuốc cho họa sĩ. Ji-hi đứng bên cạnh nhòm ngó. Sun Jang cũng đến, bảo rằng có chuyện cần nói với Ji-hi. Ngày mai là sinh nhật của họa sĩ, phóng viên cũng sẽ tới phỏng vấn. Hy vọng Ji-hi có thể tránh mặt đi. Hai người cùng xuất hiện một lúc có vẻ không ổn lắm. Ji-hi đương nhiên không đồng ý, dựa vào cái gì mà mình phải tránh đi. Cô ta nhất quyết đòi tham gia. Sun Jang giận dữ liếc nhìn, bảo mẫu trốn ở một góc nghe lén, nhưng không ngờ bị Go-sun phát hiện. Có điều cô ta không định tố cáo bà ấy, chỉ bảo mang cho mình cốc trà là được. Bảo mẫu mặc dù ngoài miệng nói không có gì, nhưng ánh mắt đã thể hiện tất cả. Bí mật của gia đình này thật sự quá nhiều, mỗi người đều có ý đồ của riêng mình. Ngay cả Jung-gu nhìn rất thành thật này cũng không đơn giản. Ông ta lấy một tấm ảnh xé làm đôi, rất nhanh đã tới ngày sinh nhật họa sĩ. Ji-hi dậy trước Bina, vô tình phát hiện một bức thư trước cửa, bên trên còn viết tên bà ta Kim Ji-hi. Một lát sau, cả nhà đều vô cùng bận rộn. Go-sun lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này. Hye-jun chuẩn bị một món quà đặc biệt. Ji-hi dặn con gái đừng ngồi không, học hỏi Hye-jun cách lấy lòng họa sĩ đi. Nhưng Bina không quan tâm, cô ấy không dọa người khác bỏ chạy đã là may lắm rồi. Họa sĩ và Sun Jang đang phỏng vấn, bọn họ từng ly hôn 20 năm trước, bây giờ dùng thân phận người yêu ở bên nhau chứ không tái hôn. Nguyên nhân phía sau rốt cuộc là gì? Họa sĩ nói ông ấy không quan tâm hình thức. Từ sau khi cưới Sun Jang, ông ấy đã nhận định đây sẽ là người đi cùng mình tới cuối đời. Ji-hi ngồi bên cạnh buột miệng bảo nực cười, khiến không khí trở nên vô cùng ngại ngùng. Hôm nay hơi đông người, bảo mẫu gọi hai người tới giúp, dặn bọn họ nhân vật chính là họa sĩ và Sun Jang, và còn có một người tự nhận là phu nhân họa sĩ, nhưng căn bản không cần quan tâm bà ta. Lúc này, phóng viên hỏi một câu rất thú vị, họa sĩ nổi tiếng sao không hợp tác với đạo diễn để tạo ra một tác phẩm kinh điển. Họa sĩ chưa từng nghĩ đến nhưng Sun Jang đã nghĩ qua. Kết thúc phỏng vấn, bà ấy bắt gặp Ji-hi đang vội vội vàng vàng, thế là nhắc nhở bà ta chú ý hành động của mình. Cảnh tượng bọn họ đấu võ mồm bị bảo mẫu nhìn thấy. Ngoài hai người đó ra, vẫn còn hai người nữa đang cãi nhau. Có người sao chép tranh của họa sĩ nhưng Jung-gu mãi không tìm thấy người đó. Vì thế họa sĩ rất tức giận, còn mắng Jung-gu không có tiền đồ, chửi bới rất khó nghe. Cảnh này bị Sun Jang nhìn thấy, bà ấy khuyên họa sĩ nguôi giận. Hôm nay sinh nhật, có chuyện gì để mai rồi nói. Hai người này hình như cũng rất ghét họa sĩ. 9 rưỡi tối, mọi người tổ chức tiệc chúc mừng. Khi xem video Hye-jun dày công chuẩn bị, Ji-hi bỗng mang một cốc nước ép tới. Họa sĩ mặc dù nhận lấy nhưng lại đặt trên bàn chứ không uống. Sau khi xem video xong, Go-chun chuẩn bị một bài hát. Kết quả còn chưa bắt đầu đã bị họa sĩ ngăn lại. Ji-hi lấy thiệp chúc mừng đã chuẩn bị sẵn ra, vừa đọc hai câu cũng bị họa sĩ chặn họng. Ji-hi ấm, Sun Jang vui mừng. Sun Jang mở miệng chúc họa sĩ sinh nhật vui vẻ, sức khỏe dồi dào. Những người khác cũng nhao nhao chúc theo. Khi đến lượt Jung-gu, ông ta chúc họa sĩ sớm thay đổi tính khí. Bina được mong chờ nhất cũng chúc ông ấy sinh nhật vui vẻ. Tiếp theo tới lượt họa sĩ lên tiếng. Mấy ngày nay mọi người đều vất vả nghĩ cách nịnh nọt ông ta. Họa sĩ được phát hiện ung thư giai đoạn cuối, chỉ sống được khoảng 1 năm nữa. Ngày mai ông ấy sẽ công bố di chúc mà mọi người quan tâm nhất. Tài sản chia cho ai sẽ tùy ông ấy. Ai có ý kiến thì giữ trong bụng, phản đối cũng vô ích. Tiền của ông ấy nên muốn chia thế nào thì chia. Không khí đột nhiên trở nên gượng gạo. Go-sun đề nghị mọi người chụp ảnh chung, hiếm khi cả nhà có mặt đông đủ. Đây là khoảnh khắc đáng ghi nhớ. Sau khi chụp ảnh xong lại đến giờ nịnh nọt họa sĩ. Go-chun mang thuốc có thể hồi sinh đến.
Ji-hee tặng một món quà có thể khiến họa sĩ kinh ngạc. Hye-jun tặng ông ấy một bức tranh chân dung và cả một hộp sô-cô-la. Sun-jang bảo họa sĩ mở quà ra xem. Thứ đầu tiên chính là thuốc có thể hồi sinh. Kết quả món đồ này suýt chút nữa khiến ông ấy đăng xuất tại chỗ. Không khí tốt đẹp hoàn toàn bị phá hỏng. Bức chân dung cũng bị hủy. Họa sĩ nổi giận đùng đùng rời đi. Căn bản không cho Go-chun cơ hội giải thích. Hắn ta rất hoảng loạn. Rõ ràng có người muốn hại hắn. Làm không tốt thì e rằng không có phần trong di chúc rồi. Ji-hee mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đối với bà ta, bớt một người chia tiền đúng là chuyện tốt. Không ngờ bữa tiệc sinh nhật hôm nay lại kích thích như vậy. Bina thấy chân của mẹ mình có gì đó sai sai. Ji-hee giải thích rằng mình không cẩn thận trượt chân thôi. Sun-jang vào phòng cùng họa sĩ, nhưng không hề an ủi như mọi người nghĩ. Chỉ lạnh lùng bảo ông ấy đi tắm, còn mình chuẩn bị quần áo. Xem ra quan hệ của hai vợ chồng không hòa hợp lắm. Sun-jang còn cố ý nói rằng đây chắc chắn là sinh nhật khó quên nhất của ông ta. Bảo mẫu đột nhiên bước vào. Hai người lại tỏ ra rất hòa thuận. Trong mắt bảo mẫu, bọn họ vẫn rất ân ái. Có thể sự xuất hiện của Ji-hee khiến Sun-jang cảm thấy nguy hiểm. Sau khi tiễn hai người làm đi, bảo mẫu phát hiện Go-chun đang động vào lọ thuốc. Nhìn dáng vẻ của hắn rất hoảng loạn, giải thích rằng đang tìm thuốc giải rượu. Tóm lại hành động rất khả nghi. Sau đó đến 10 rưỡi, Ji-hee lại chạy tới. Bảo mẫu chuẩn bị mang thuốc cho họa sĩ, nhưng Ji-hee kiên quyết muốn đi thay, bảo rằng có chuyện cần bàn với ông ấy. Sau đó gần 11 giờ lại gặp Sun-jang. Bà ấy muốn tìm Go-chun có việc cần bàn, nhưng trong ấn tượng của bảo mẫu, hai người chưa từng nói chuyện trong 17 năm nay. Tiếp đó Bina nửa đêm không ngủ chạy ra ngoài không biết làm gì. Sau khi nhận được tin nhắn, cô ấy quay đầu lại nhìn biệt thự. Tiếng chuông nửa đêm vang lên, căn nhà này cuối cùng cũng được yên tĩnh. Rất nhanh đã tới ngày công bố di chúc. Bảo mẫu mang cà phê cho Sun-jang, nhưng bà ấy cứ cắn móng tay suốt, không để ý tới bảo mẫu. Bina cũng dậy từ sớm, cô ấy đến đúng lúc bảo mẫu đang chuẩn bị đi gọi họa sĩ dậy. Ông ta rất hay gắt ngủ, sáng nào bà ấy cũng bị mắng, thậm chí còn phải viết bản kiểm điểm. Hôm nay giao nhiệm vụ này cho Bina. Bina đi tới trước cửa phòng họa sĩ, bị mắng thì kệ, dù sao ông ta cũng không thích cô, nhưng gọi mấy câu vẫn không thấy phản ứng. Vốn tưởng ông ấy ngủ say, nhưng nghĩ lại hình như có gì đó sai sai, quá yên tĩnh rồi, thậm chí không nghe thấy tiếng ngáy. Bina đi tới trước giường giơ tay ra kiểm tra, đây đâu phải ngủ say, rõ ràng ngỏm rồi. Một tiếng hét vang lên, mọi người nhao nhao chạy vào phòng, môi đen xì, đây là biểu hiện của trúng độc, là ai ra tay dã man vậy? Ji-hee kinh ngạc không nói lên lời. Thời gian quay ngược về ngày sinh nhật họa sĩ, hôm nay Ji-hee dậy sớm hơn Bina, vô tình phát hiện một bức thư trước cửa, bên trên còn viết tên bà ấy Kim Ji-hee. Khi mở thư ra, một chiếc chìa khóa rơi xuống đất, Ji-hee bỏ qua chìa khóa để đọc thư trước, không ngờ chính là di chúc. Bên trên còn viết điều kiện để thừa kế, nhưng điều kiện là gì thì đã bị bôi đen, đúng là khiến người khác tức chết. Ngoài di chúc ra còn có một tờ bản đồ kho báu, bên trên đánh dấu vị trí kết bảo hiểm và cách mở khóa, nội dung bị che giấu đang ở trong đó. Ji-hee nhặt chìa khóa dưới đất lên, xem ra đây là chìa khóa kết bảo hiểm, nhưng người gửi thư là ai? Khi ăn sáng, Ji-hee lo lắng bất an, vẫn đang suy nghĩ xem ai gửi thư, tại sao lại gửi cho mình, nhìn có vẻ giống phong cách hồ ly của Sun-jang, nhưng cũng giống chuyện mà Go-chun có thể làm ra. Go-sun mặc dù còn trẻ nhưng không thể trông mặt mà bắt hình dong. Jung-gu mặc dù thật thà, tuy nhiên nói không chừng lại đáng sợ nhất. Còn về Hye-jun, thật sự không nhìn thấu được suy nghĩ của cậu ta. Và cả bảo mẫu, bà ta rất quen thuộc với căn nhà này, biết kết bảo hiểm ở đâu cũng không có gì lạ. Như vậy ngoài hai mẹ con họ ra, tất cả đều đáng nghi. Bina liếc nhìn bà ấy một cái. Ăn sáng thôi mà bày lắm trò vậy. Sau khi ăn xong, Ji-hee tiếp tục quan sát mọi người. Go-chun hỏi bà ta rốt cuộc đang làm gì, mới sáng ra đã nhìn chằm chằm người khác. Ji-hee đột nhiên nảy ra một ý, lẽ nào không chỉ bà ấy nhận được thư? Thế là liền hỏi Go-chun sáng nay có xảy ra chuyện gì không? Hắn ta nghiêm túc nói có, bị táo bón, sau đó bật cười rời đi, khiến Ji-hee tức gần chết. Sun-jang đột nhiên hỏi bà ấy có chuyện gì thì nói ra, nhưng Ji-hee cho rằng hai người không thân đến mức có thể ngồi nói chuyện cùng nhau. Sun-jang ném thứ gì đó vào thùng rác, Ji-hee vội vàng nhặt lên xem, nhưng không phải bức thư. Bà ta lại chuyển đối tượng sang Hye-jun. Hye-jun ngơ ngác hỏi mặt mình dính gì sao, Ji-hee gật đầu, bảo rằng có sự đẹp trai trên đó. Bina bất ngờ kéo bà ấy sang một bên, mới sáng sớm mà làm cho gì vậy? Ji-hee bảo con gái đừng quan tâm, có thời gian thì đi nịnh nọt họa sĩ đi. Bà ta lại chạy đi thăm dò Jung-gu, bình thường người sống ở biệt thự đều có kết bảo hiểm đúng không? Có phải họa sĩ cũng có không? Jung-gu bảo rằng cho dù có cũng không nói cho ông ta. Ji-hee đi một vòng cũng không thu hoạch được gì, thế là quyết định không tìm nữa, chi bằng tập trung vào kết bảo hiểm còn hơn. Ji-hee gọi Bina sang một bên, bảo cô ấy đi dạo cùng họa sĩ. Bina không đồng ý, đang yên đang lành đi làm gì?
Họa sĩ sức khỏe không tốt cần nghỉ ngơi, con gái không giúp được gì, chỉ đành dựa vào bản thân. Sau đó đến giờ phỏng vấn, lúc này trong phòng họa sĩ không có người, đây là thời cơ thích hợp nhất. Ji-hee lẻn vào trong phòng, kết quả vừa tìm được vị trí kết bảo hiểm. Bảo mẫu bước vào khiến bà ta vội vàng trốn đi. Bảo mẫu đúng là không coi mình là người ngoài, vừa dọn dẹp vừa ăn vụng. Thấy bảo mẫu sắp phát hiện ra mình, Ji-hee vội vàng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho bà ta. Bảo mẫu lập tức mắc bẫy, nhanh chóng mở điện thoại ra. Ji-hee bảo bà ấy ra vườn hoa, có chuyện cần bàn bạc. Bảo mẫu bực dọc than thở một câu, thứ đàn bà xấu xa dám sai bảo mình. Ji-hee không có thời gian tức giận, kết bảo hiểm mới là quan trọng nhất, nhưng không ngờ lại có người đến. Lần này không kịp trốn đi, Go-chun hỏi Ji-hee sao lại ở đây. Bà ấy bảo mình tìm họa sĩ có chuyện, lý do này có lẽ quá vô lý rồi. Họa sĩ không phải đang phỏng vấn ở ngoài kia sao? Kế hoạch của Ji-hee bị gián đoạn, khi ra ngoài còn bị Go-chun nhìn thấy. Bà ta bắt đầu nghĩ cách nhìn thấy điều kiện trong di chúc. Sau đó nhớ tới cảnh xảy ra tối qua, bảo mẫu chuẩn bị thuốc cho họa sĩ. Sun Jung nói rằng mình đang dùng thuốc ngủ. Đúng rồi, một viên thuốc ngủ không phải giải quyết mọi thứ rồi sao? Ji-hee bắt đầu con đường trộm thuốc. Bà ta lẻn vào phòng Sun Jung, rất nhanh đã tìm thấy thuốc ngủ. Lúc này bên ngoài bỗng có tiếng bước chân, trốn không phải cách, chuồn mới là thượng sách. Ji-hee leo ra từ cửa sổ, kết quả không cẩn thận trẹo chân, bà ấy tập tễnh đi về cửa chính, suýt nữa mệt chết. Tiếp đó chính là cảnh bị Sun Jung cảnh cáo. Không dễ gì mới qua mặt Sun Jung, không ngờ bảo mẫu đáng ghét lại tìm tới, hỏi Ji-hee không phải tìm mình sao, đợi cả tiếng cũng không thấy người đâu. Ji-hee không nể mặt bà ta, dặn dò nấu cơm cho ít muối thôi, quá mặn. Câu này khiến bảo mẫu tức chết. Ji-hee mặc dù bị trẹo chân nhưng tâm trạng vẫn rất vui vẻ. Đã lấy được thuốc ngủ, sắp được thấy di chúc rồi. Buổi tối, Ji-hee lấy thuốc ngủ ra nghiền nát. 8 rưỡi tối, cả nhà chuẩn bị chúc mừng sinh nhật họa sĩ. Bảo mẫu đang xay hạt tiêu, Ji-hee xuất hiện dọa bà ấy hết hồn. Ji-hee vốn định bỏ thuốc ngủ vào nước, kết quả bị bảo mẫu gọi ăn cơm khiến kế hoạch đổ bể. Tối nay họa sĩ rất có khẩu vị, uống hết sạch bát canh. Đến 9 rưỡi, mọi người bày đủ trò lấy lòng họa sĩ. Ji-hee rót một cốc nước ép, sau đó lén lút bỏ thuốc ngủ vào. Bà ta mang đến cho họa sĩ, nhưng ông ấy lại đặt trên bàn. Tiếp đó chính là trò đùa độc ác, kế hoạch nước hoa quả thất bại. Thế là Ji-hee liền chuyển sang đòi mang thuốc. Một viên thuốc ngủ cứ như vậy rơi vào hộp để thực hiện kế hoạch hoàn hảo. Ji-hee còn đích thân cho họa sĩ uống. Vừa uống xong, Sun Jung bỗng xuất hiện. Ji-hee giả vờ thân mật muốn chọc tức bà ấy. Sun Jung bảo Ji-hee về phòng trước. Ji-hee rất ghét cái dáng vẻ cao cao tại thượng này. Trước khi đi còn nói một câu, đừng đắc ý, chúng ta không ai có tên trong hộ khẩu. Cả đêm Ji-hee không ngủ, mở trừng mắt nhìn đồng hồ, 2 giờ sáng, có lẽ thuốc ngủ phát huy tác dụng rồi. Bà ta lẻn vào phòng họa sĩ, ông ấy đang ngủ rất say. Ji-hee ấn công tắc theo ghi chú trong bức thư, kết bảo hiểm quả nhiên giấu ở đây, chìa khóa cũng không vấn đề. Cuối cùng cũng đến thời khắc gay cấn nhất, Ji-hee mở túi tài liệu trong kết bảo hiểm ra, trái tim dạo dực bỗng trở nên lạnh ngắt. Người tự ý xem di chúc khi chưa được cho phép sẽ bị hủy quyền thừa kế, tài sản sẽ chia cho những người khác, đây rõ ràng là một cái bẫy. Ji-hee vội vàng đặt đồ lại chỗ cũ sau đó chạy về phòng, nhưng trong lòng vẫn lo lắng bất an, lén đọc di chúc sẽ bị hủy quyền thừa kế, hàng trăm triệu cứ như vậy tuột khỏi tay. Sáng sớm hôm sau, nghe thấy tiếng hét của Bina, phát hiện họa sĩ qua đời, Ji-hee sợ hãi tột độ. Bà ta tưởng rằng tối qua mình dùng thuốc ngủ hại chết ông ấy, nhưng nghĩ kỹ lại cũng không đến mức đấy, chỉ một viên thuốc ngủ thôi mà, đâu đến mức chết người. Lẽ nào thuốc ngủ đó có vấn đề? Ji-hee lấy trộm nó từ chỗ Sun Jung, nói như vậy tức là Sun Jung muốn hại bà ta, lợi dụng Ji-hee tiêu diệt họa sĩ, còn khiến bà ấy mất quyền thừa kế. Xảy ra chuyện này đương nhiên phải báo cảnh sát. Cảnh sát phát hiện dấu kim tiêm trên cánh tay họa sĩ, tức là ông ấy không chỉ uống thuốc ngủ mà còn bị tiêm gì đó. Cảnh sát bắt đầu hỏi người nhà, tối qua có nghe thấy động tĩnh gì không? Sun Jung nói họa sĩ sợ bị làm phiền, vì thế căn phòng được cách âm rất tốt, cho nên sẽ không có tiếng động gì truyền ra ngoài. Go-chun nói rằng nửa đêm nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Sun Jung bảo mình uống thuốc ngủ, không nghe thấy. Bảo mẫu cũng nghe thấy tiếng bước chân. Jung-gu và Hae-jun cũng vậy. Hae-jun nghe thấy rất rõ ràng, hình như truyền ra từ phòng Bina. Ji-hee vội vàng giải thích, hai mẹ con họ tối qua ngủ say ly bì, bị bê đi cũng không biết. Bina đột nhiên lên tiếng, kêu họ khám nghiệm tử thi, môi thâm tím là hiện tượng trúng độc, rõ ràng ông ta đã bị tiêu diệt, vì thế cần khám nghiệm, ở đây chỉ mình cô ấy có quan hệ huyết thống, vì vậy có quyền yêu cầu như vậy. Cảnh sát bắt đầu kiểm tra camera, xem có khả năng người ngoài gây án không. Vốn dĩ hôm nay tuyên bố di chúc, nhưng xảy ra chuyện này nên luật sư không đến nữa, sẽ công bố vào ngày khác. Họa sĩ xảy ra chuyện chẳng ai tiếc, nhưng không đọc di chúc khiến mọi người buồn bã vô cùng. Cảnh sát đã kiểm tra camera,
không có người ngoài lẻn vào, vì thế hung thủ nằm trong 8 người này. Nhìn biểu cảm của họ có thể thấy, sự ra đi của họa sĩ không hề đơn giản. Cảnh sát bắt đầu chụp ảnh hiện trường, tìm kiếm kim tiêm bị giấu đi. Hae-jun chạy tới hỏi Bina, lúc ông ấy còn sống thì không làm tròn trách nhiệm. Một năm tới thăm vài lần, sau khi đăng xuất bỗng nhiên lại thành đứa con có hiếu rồi. Cậu ta cả ngày ở bên hầu hạ còn chưa nói gì. Bina dựa vào cái gì mà có quyền lên tiếng? Cô ấy bảo rằng vừa rồi tình thế cấp bách, không có ý gì khác, chỉ là muốn khám nghiệm tử thi mà thôi. Nhưng Hae-jun không tin, Bina coi tất cả mọi người thành con quỷ thèm tiền. Thực chất cô ấy mới là người quan tâm gia sản nhất. Bina chẳng buồn giải thích, nói mình không cần tiền với người tham tiền, chẳng khác nào nước đổ lá khoai. Cảnh sát bắt đầu tra hỏi từng người. Tối qua khoảng 10 rưỡi kết thúc tiệc sinh nhật, Sun Jang không rõ hành tung của mọi người, có lẽ đều đi ngủ hết rồi. Còn về con người họa sĩ, bà ấy chỉ có thể nói là rất đặc biệt. Ji-hee không biết chuyện gì hết, nhưng luôn có cảm giác bất an. Khi đến lượt Bina, cảnh sát hỏi họa sĩ là người như thế nào. Bina im lặng, cô ấy phát hiện mình chẳng biết gì về ông ta. Go-sun gần như không có cảm giác tồn tại trong nhà. Người khác không quan tâm, cô ta cũng không quan tâm người khác. Go-chun rất khôn khéo, hắn bảo họa sĩ ngoài mặt lạnh lùng, nhưng thực chất là người rất tinh tế. Bảo mẫu cũng nói y chang như vậy. Họa sĩ có vẻ lạnh lùng, thực chất tính tình rất tốt. Jung-gu cũng đánh giá họa sĩ rất cao, nói rằng mình và ông ấy đã vượt qua quan hệ bạn bè, trở thành người nhà. Hae-jun cũng trả lời rất khéo léo. Đối với cậu ta, họa sĩ giống như bố ruột, quan hệ của gia đình này khá đặc sắc. Sun Jang là vợ cũ, 51 tuổi, đạo diễn nổi tiếng, kết hôn với họa sĩ 25 năm trước, ly hôn 20 năm trước. Lý do ly hôn là tiểu tam. Ji-hee năm nay 42 tuổi, từng là người mẫu nổi tiếng, sinh cho họa sĩ một đứa con gái tên Bina. Tuy nhiên ông ấy không kết hôn với Ji-hee, bà ta không có danh phận. Bina đương nhiên trở thành con riêng trong mắt mọi người. 17 năm trước, họa sĩ quay lại với Sun Jang. Hai người vẫn tiếp tục yêu nhau, nhưng không tái hôn. Một năm trước, Sun Jang chuyển tới ở cùng họa sĩ. Họa sĩ là anh trai cùng cha khác mẹ của Go-chun. Từ nhỏ ông ấy đã bị mẹ kế ngược đãi, cũng chính là mẹ ruột của Go-chun. Go-sun là con gái của Go-chun. Vì bố thường xuyên phải nhập kho nên từ nhỏ đã phải ở chỗ họa sĩ. Jung-gu và họa sĩ là bạn đại học, lúc trước ông ấy cũng vẽ tranh, sau này từ bỏ. 15 năm trước chuyển nghề làm quản lý và ở cùng họa sĩ. Hae-jun là con của em trai ruột họa sĩ, đang học đại học luật, tất cả chi phí đều do họa sĩ trả. Còn về bản thân ông ấy, mọi người chia làm hai phe, có người khen không hết lời, có người bảo ông ta rất đáng ghét. Ở bên này, Sun Jang đang thưởng thức tác phẩm của họa sĩ. Ji-hee đứng bên cạnh nhìn bà ta. Sun Jang hỏi Ji-hee muốn làm gì. Bà ta cầm chai rượu lao đến, hỏi Sun Jang biết mình muốn làm gì không. Bà ấy đương nhiên biết, không phải lén uống trộm thì giấu rượu đi làm gì. Ji-hee không phải đối thủ của Sun Jang. Bà ta uống một ngụm lớn, sau đó bảo Sun Jang hóa vàng họa sĩ. Câu nói này tình cờ bị Bina đi qua nghe thấy. Sun Jang hỏi Ji-hee có bằng chứng không. Chứng cứ hiện giờ không có, nhưng sẽ có. Bina trốn ở một góc bị dọa hết hồn. Go-chun đột nhiên hỏi Ji-hee có muốn chia sẻ tin tức không. Ji-hee không thèm ke, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, sao Go-chun đột nhiên lại bắt chuyện với mình, lẽ nào đã biết gì đó. Nói không chừng chính hắn là người đưa thư, nhưng cũng không thể hỏi thẳng, thật khó chịu. Bina hỏi mẹ tại sao lại bảo Sun Jang là hung thủ. Ji-hee suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định im lặng. Cho dù Bina tra hỏi thế nào, bà ấy cũng không trả lời. Sáng sớm hôm sau, Ji-hee lái xe ra ngoài. Bà ấy tới một hiệu thuốc, muốn xác nhận xem thứ mình lấy ở phòng Sun Jang có phải thuốc ngủ không. Nhân viên tưởng bà ta bị mù, nhìn dòng chữ trên lọ là thuốc ngủ. Ji-hee vội vàng bảo cô ấy xem thuốc bên trong. Nhân viên thấy ánh mắt bà ta có chút kỳ lạ. Ji-hee lập tức giải thích, mẹ mình luôn bỏ mấy loại thuốc kỳ lạ vào trong chiếc lọ kỳ quái, vì thế muốn xác nhận một chút. Nhân viên mở ra xem, không vấn đề gì, là thuốc ngủ. Ji-hee cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu là thuốc ngủ thì chứng tỏ sự ra đi của họa sĩ không liên quan tới bà ta. Vậy thuốc không vấn đề, Sun Jang cũng không vấn đề. Tối qua không nên kích động như vậy, giờ phải làm sao? Ở bên này, Go-sun dường như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục quay video cuộc sống thường ngày. Bina không nhịn nổi nữa, trực tiếp nói cô ta vài câu, nhưng Go-sun không quan tâm, đây chính là con người thật của cô ta. Tại sao phải diễn? Ji-hee tâm trạng vui vẻ mua rất nhiều đồ về, nhưng vừa thấy Sun Jang liền sợ hãi. Sun Jang từ từ tiến lại gần, Ji-hee vội vàng giải thích tối qua mình uống say, sau đó nói năng linh tinh, đừng tưởng thật. Sun Jang đột nhiên nói một câu, tôi là hung thủ. Ji-hee phải giải thích tại sao lại nói vậy, bà ta vẫn bảo mình uống say, đừng nghiêm túc như vậy. Sun Jang trực tiếp đẩy bà ấy vào tường, sau này nói năng cẩn thận chút, lần này mình có thể tha, nhưng lần sau thì không chắc. Ji-hee có chút hoảng loạn, Sun Jang đang uy hiếp bà ta sao? Không, đây là cảnh cáo. Ở bên này, Bina vào phòng họa sĩ, lúc trước không có cảm giác gì với ông ta, nhưng bây giờ ông ấy không còn, cảm giác như mất đi thứ gì đó. Trong phòng có một bức tranh, cô ấy ngắm nó rất lâu, hình như bản thân trong đó. Xem ra trong lòng họa sĩ vẫn rất yêu cô. Cánh cửa đột nhiên mở ra, Bina vội vàng trốn đi.
Người đến là Sun Jung. Bà ấy đi tới trước bức tranh, ấn vào bên cạnh vài cái, đằng sau là kết bảo hiểm. Bina sợ hãi bịt chặt miệng, nhưng cuối cùng vẫn bị Sun Jung phát hiện. Cô ấy lặng lẽ bước ra ngoài. Sun Jung không hề ngạc nhiên, chuyện kết bảo hiểm cũng đã được công khai. Ji Hee là người căng thẳng nhất. Kết bảo hiểm được mở ra, bên trong trống rỗng. Một lát sau, tất cả mọi người tụ tập lại, đèn bỗng tắt rụi. Cảnh sát bảo bọn họ giơ tay ra. Bảo mẫu, Hee-jun, Sun Jung, Go-sun đều không có vấn đề. Bina cũng không vấn đề, nhưng khi đến lượt Ji Hee và Go-chun lại có điểm khác thường. Hóa ra cảnh sát phát hiện ra dạ quang trong kết bảo hiểm. Người từng chạm vào kết bảo hiểm sẽ để lại dấu vết trên tay. Thực tế chứng minh Ji Hee và Go-chun từng mở nó. Hai người bị đưa đi điều tra. Lẽ nào hung thủ là một trong hai người họ? Bina cảm thấy không đúng. Chắc chắn đã bị hãm hại. Cô ấy lại tới phòng họa sĩ, thử tìm kiếm dấu vết hung thủ để lại. Nhưng lục tung mọi ngóc ngách cũng không thu được gì. Chính vào lúc Bina đang định từ bỏ, manh mối đã xuất hiện. Có một bức thư giấu dưới bàn, bên trên có logo của bệnh viện Seoul. Bina mở ra xem, là phiếu chẩn đoán của họa sĩ. Bệnh của ông ấy đã khỏi hẳn, không còn nhiều thời gian chỉ là lừa người. Sự việc trở nên phức tạp hơn. Bina thông minh không hề lên tiếng, thay vào đó bắt đầu thăm dò từng người. Bảo mẫu hình như không biết chuyện, Jung-gu hình như cũng không biết gì. Lúc này, luật sư xuất hiện, cô ấy tới công bố di chúc. Có điều phần đầu di chúc ở trong kết bảo hiểm của họa sĩ đã không thấy đâu nữa. Luật sư chỉ có phần sau, tài sản của họa sĩ mỗi người được 10%. Bảo mẫu và Jung-gu cũng có phần, 8 người là 80%, 20% còn lại quyên góp cho quỹ từ thiện. Có điều 10% này đâu có dễ lấy, người lén đọc di chúc trước khi công bố sẽ mất quyền thừa kế. Ai có liên quan tới sự ra đi của họa sĩ cũng sẽ mất phần. Phần bị mất đó sẽ chia đều cho những người khác. Bảo mẫu rất kích động, không uổng công viết bản kiểm điểm. Có điều bà ta vui mừng quá sớm rồi. Trong tay luật sư chỉ có phần sau, nếu phần trước không còn, di chúc cũng sẽ mất hiệu lực. Chỉ đành chia theo quyết định của pháp luật, cũng tức là toàn bộ tài sản của họa sĩ đều sẽ thuộc về Bina. Những người khác không được một đồng nào. Di chúc sẽ có hiệu lực sau 10 ngày. Rốt cuộc mỗi người 10% hay Bina thừa kế tất cả? Phải xem bọn họ có tìm thấy phần đầu di chúc trong 10 ngày không. Sun Jung không thể ngồi yên được nữa. Họa sĩ bay màu vẫn khiến người khác phải lo nghĩ. Bảo mẫu là người gấp gáp nhất. Ở đây lâu như vậy, không dễ gì mới được chia chút tiền. Bây giờ lại không đến lượt. Quét dọn vệ sinh biến thành nghề phụ. Tìm di chúc mới là việc chính. Kết quả di chúc không tìm thấy, nhưng cũng tìm được một thứ không tồi. Đó là kim tiêm. Bà ấy không giấu nổi chuyện này. Hee-jun chỉ thuận miệng hỏi vài câu đã khai ra hết. Đây là thứ còn quan trọng hơn di chúc. Hee-jun nghĩ ra một kế, dặn bảo mẫu đặt thứ này vào phòng Bina. Người có liên quan tới sự ra đi của họa sĩ sẽ mất quyền thừa kế. Trước tiên loại bỏ đối thủ nặng ký nhất đã, bọn họ mới có cơ hội. Bảo mẫu vốn dĩ không đồng ý, nhưng vừa nghe tới 5 tỷ liền dao động. Bà ta lấy lý do dọn dẹp vệ sinh để vào phòng Bina. Kết quả vừa mở ba lô ra, cô ấy đã bước vào. Bảo mẫu cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Sau khi Bina đi mới vội vàng nhét kim tiêm vào trong. Lúc này cô ấy vẫn đang suy nghĩ một vấn đề. Tại sao họa sĩ phải giấu bệnh tình của mình? Lẽ nào người biết ông ấy khỏi bệnh chính là hung thủ bem người? Lúc này cảnh sát cũng đến. Bọn họ xông thẳng vào phòng Bina. Sau khi tìm kiếm một hồi, hai người để ý đến chiếc ba lô dưới đất. Đồng thời phát hiện ra kim tiêm. Bảo mẫu giả vờ kinh ngạc rời đi. Ở bên này, Bina chạy tới thăm dò Sun Jung. Có phải họa sĩ uống thuốc mỗi ngày không? Có từng đi bệnh viện cùng ông ấy không? Sun Jung nghe ra mùi trách móc, giống như bà ấy chăm sóc không tốt cho họa sĩ. Nói như vậy Sun Jung cũng không biết chuyện họa sĩ khỏi bệnh. Cảnh sát chạy tới đưa Bina về đồn. Bọn họ tìm thấy kim tiêm trong ba lô của cô. Bina bày ra dáng vẻ cực kỳ kinh ngạc. Ji Hee và Go-chun vừa được thả ra đã nhìn thấy Bina đi tới. Ji Hee hỏi con gái đã xảy ra chuyện gì. Bina bảo rằng phát hiện kim tiêm trong ba lô. Ji Hee hoàn toàn không rõ sự tình. Kim tiêm thì sao? Bây giờ để kim tiêm trong túi là phạm pháp à? Cảnh sát nghi ngờ Bina tiêm nicotine cho họa sĩ, bởi vì bọn họ phát hiện chất này trên người ông ấy. Nhưng nguyên nhân cụ thể vẫn phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Ở bên này, Ji Hee không rõ tình hình đến tìm Sun Jung, nghi ngờ bà ta hãm hại Bina. Sun Jung nói rằng lần trước mình đã cảnh cáo rồi, không có chứng cứ đừng nói linh tinh. Ji Hee đã hoàn toàn mất trí, mặc dù bà ta vốn cũng chẳng lý trí gì. Sun Jung không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nhìn Ji Hee bằng ánh mắt 3 phần lạnh lùng, 7 phần như ba. Bina xảy ra chuyện, người vui nhất là Go-chun, bởi vì hắn chính là người thừa kế tiếp theo. Ji Hee lại chĩa mũi dao về phía Go-chun. Bina gặp chuyện có lợi cho hắn nhất, nhất định là hắn hãm hại cô ấy. Đây đều là liên hoàn kế, hai người họ cùng mở két bảo hiểm. Ji Hee không lấy gì chúc, vậy chắc chắn là Go-chun đã lấy. Trước hết lấy gì chúc đi,
sau đó trừ khử người thừa kế đầu tiên. Nước đi này của hắn đúng là đỉnh của chóp. Cùng lúc đó, Bina bắt đầu thanh minh cho bản thân. Chỉ dựa vào kim tiêm không thể chứng minh cô ấy là hung thủ. Cửa phòng không khóa, ai cũng có thể vào. Cảnh sát đương nhiên biết rõ nên cũng không làm khó cô ấy. Trong biệt thự, Sun Jang bắt đầu viết kịch bản. Bảo mẫu hỏi Go Chun tiếp theo nên phân chia tài sản thế nào. Còn phân thế nào được nữa? Nếu tìm được di chúc thì chia đều. Còn không đương nhiên sẽ thuộc về hắn. Bảo mẫu giận dữ nghiến chặt răng. Bà ta tới tìm Hye Jun tính sổ. Không phải chỉ cần Bina nhập kho thì sẽ lấy được tiền sao? Bây giờ lại quá lời cho Go Chun rồi. Hye Jun dặn bảo mẫu đừng lo lắng. Cậu ta tự có cách, đảm bảo bà ấy sẽ nhận được 10%. Một lát sau mọi người đang ăn cơm, chuông cửa vang lên, bảo mẫu mở ra xem. Bina bị cảnh sát dẫn đi đột nhiên quay về. Những người khác có thể không sao, nhưng kế hoạch của Go Chun bị đảo lộn rồi. Người thừa kế đầu tiên đã trở về, giấc mơ phát tài của hắn cũng tan thành mây khói. Bina nói rằng cảnh sát phát hiện dấu vân tay trên kim tiêm, rất nhanh sẽ biết ai làm. Mọi người đều sượng chân. Sau khi ăn xong, Bina hỏi bảo mẫu tại sao lại hãm hại mình. Bà ta không thừa nhận. Bina bảo rằng đợi có kết quả dấu vân tay rồi nói tiếp. Bảo mẫu hoảng loạn, lập tức nói hết mọi chuyện. Kim tiêm là bà ta phát hiện trong ống cống khi dọn dẹp vệ sinh. Có điều bà ta không hề nói ra Hye Jun, chỉ bảo đó là ý của mình. Mục đích là để Ji Hee giao di chúc ra. Như vậy bảo mẫu có thể lấy được 10% thuộc về mình. Bina rất bất lực. Một lát sau, cô ấy gọi cả nhà lại. Tối hôm xảy ra chuyện có nghe thấy tiếng bước chân. Người đó sẽ là ai đây? Bina đoán nicotine chính là do người ấy tiêm vào họa sĩ. Ji Hee có chút chột dạ. Cũng không thể nói như vậy. Lỡ ai đó nửa đêm tỉnh dậy đi uống nước thì sao? Bina nói rằng không vấn đề, uống nước cũng được. Tóm lại những người đã ra ngoài tối hôm đó hãy khai báo tình hình. Nhìn biểu cảm của mọi người, lẽ nào bọn họ đều ra ngoài? Go Sun đột nhiên nhắc tới vấn đề quan trọng. Tại sao phải thủ tiêu họa sĩ? Ông ấy mắc ung thư giai đoạn cuối, chẳng bao lâu nữa sẽ hẹo. Sao phải vội vàng ra tay? Lẽ nào có mối thù sâu đậm nào đó? Bina kêu bảo mẫu nói trước. Hóa ra trong thời gian này họa sĩ không hề uống thuốc, toàn bộ thuốc đều vứt vào thùng rác. Tiếp đó Bina thông báo bệnh của ông ấy đã khỏi hoàn toàn. Cô ấy lấy phiếu chẩn đoán ra. Trong này ít nhất có hai người biết, Sun Jang và Jung Gu. Hai người cả ngày ở bên cạnh họa sĩ, cho dù là kiểm tra hay nhận thuốc đều từng tham gia. Cho dù họa sĩ cố ý giấu giếm, bọn họ cũng không thể không nhận ra. Sun Jang nói rằng một tháng trước họa sĩ từng bị sốc, lúc đó tưởng cơ thể ngày càng yếu, nên mới không nhận ra. Nhưng lý do bị sốc là gì? Jung Gu nói rằng mình biết chuyện họa sĩ khỏi bệnh, tuy nhiên không có lý do ra tay với ông ấy. Không bảo với cả nhà là vì họa sĩ không cho nói. Lúc này cảnh sát mang kết quả khám nghiệm tử thi tới. Nguyên nhân bay màu của họa sĩ không phải nicotine. Nicotine là sau khi hẹo mới tiêm vào người. Bảo mẫu hỏi họ đã tra ra dấu vân tay trên ống tiêm chưa. Nhưng cảnh sát lại bảo trên đó không có dấu vân tay. Bảo mẫu quay sang nhìn Bina, không ngờ lại bị cô ấy lừa. Nguyên nhân đăng xuất của họa sĩ là do thuốc ngủ. Ông ta bị dị ứng nặng. Sun Jang nói rằng ông ấy chưa từng uống thuốc ngủ. Họa sĩ cho rằng loại thuốc đó ép con người buồn ngủ, sẽ phá vỡ cân bằng trong cơ thể, nên thường xuyên khuyên Sun Jang bỏ thuốc. Nói như vậy, người cho ông ấy uống thuốc ngủ chính là hung thủ. Ji Hee lại bắt đầu hoảng sợ. Báo cáo khám nghiệm cho thấy họa sĩ đã uống 5 viên. Ji Hee sững sờ, bà ấy chỉ cho ông ta uống 1 viên. Như vậy tức là vẫn còn người khác ra tay. Khi ở đồn cảnh sát, Bina đã biết chuyện thuốc ngủ. Cô ấy dặn cảnh sát đến muộn một chút, mình muốn thăm dò mọi người trước. Kết quả phát hiện Jung Gu đã biết họa sĩ khỏi bệnh. Một tháng trước ông ấy từng bị sốc. Bina bắt đầu loại bỏ manh mối. Họa sĩ chắc chắn không chủ động uống thuốc ngủ. Vậy tại sao loại thuốc đó lại ở trong bụng? Tối hôm đó ăn canh cá trạch, lẽ nào món đó có vấn đề? Ji Hee trốn trong chăn khóc. Bina hỏi bà ấy làm sao? Ji Hee bảo rằng không sao, chỉ là muốn khóc thôi. Bina bảo bà ấy muốn thì cứ khóc đi, đừng làm ảnh hưởng đến người khác là được. Sáng hôm sau, Ji Hee thẳng thắn mọi chuyện. Hôm sinh nhật họa sĩ, bà ấy nhận được một tin nhắn để xem trộm di chúc. Bà ta đã cho họa sĩ uống 1 viên thuốc ngủ. Bina cũng không ngờ mẹ mình lại làm ra chuyện như vậy. 1 viên với 5 viên có khác gì nhau? Đều là việc làm sai trái. May mà ý định của Ji Hee không phải hóa vàng họa sĩ. Bina quyết định đi tìm hiểu tình hình trước. Tuy nhiên cuộc nói chuyện giữa hai người đã bị Go Sun nghe lén. Cậu ta nở nụ cười đắc ý. Bina đang nghĩ cách đối phó, kết quả bỗng nhiên nhớ lại hồi nhỏ. Lúc đó cô ấy muốn gặp bố. Ji Hee luôn bảo lần tới nhất định sẽ được gặp. Thật ra Bina rất khao khát tình phụ tử. Nhưng bây giờ bố đã không còn nữa. Biết đi đâu tìm ông ấy đây. Chuyện của họa sĩ được đăng lên mạng. Cư dân mạng nhao nhao bình luận. Có người nói Go Chun là hung thủ. Có người nói Ji Hee phá sản mới là hung thủ. Go Chun vừa nghe tin Ji Hee phá sản liền không giấu nổi nụ cười. Đau khổ của người khác chính là niềm vui của hắn. Có điều nói qua cũng phải nói lại. Ji Hee lấy lý do đến đây ở vì nhà đang sửa. Bây giờ sự việc trở nên như vậy, lẽ nào là kế hoạch của hai mẹ con họ? Go Chun khuyên Bina chủ động từ bỏ gia tài. Đây là cách nhanh nhất để cô ấy chứng minh trong sạch. Hye Jun cũng có ý đó. Bina vốn không hứng thú với tài sản, nhưng nếu từ bỏ chẳng khác nào cảm thấy chột dạ. Nếu mọi người đã quan tâm gia tài như thế,
vậy thì cô ấy sẽ giành đến cùng, đừng hòng bắt cô ấy từ bỏ. Bảo mẫu đang rửa bát, Bina đột nhiên cầm tăm bông đến lau bát, lau thìa. Cô ấy có bạn làm ở viện nghiên cứu, nói rằng bát đã rửa sạch cũng có thể phát hiện ra thức ăn từng đựng trong đó. Bảo mẫu hoảng loạn, không phải Bina lại gài bẫy bà ta đó chứ. Nói xong cô ấy lại tiếp tục lau máy xay. Việc này khiến bảo mẫu thấp thỏm không yên. Một lát sau, bà ta lén lút lẻn vào phòng Bina, tăm bông ở trên bàn. Bảo mẫu lấy tăm bông đã chuẩn bị sẵn ra, vừa đổi xong thì Bina bước vào. Thế là bà ta giả vờ dọn dẹp. Bina đi tới đầu giường, quay được một cảnh cực kỳ thú vị. Bảo mẫu không thể sượng chân hơn. Bina hỏi bà ta muốn trao đổi ở đây hay tới đồn cảnh sát. Cái này còn cần phải chọn sao? Đương nhiên là ở đây rồi. Hóa ra bảo mẫu cũng nhận được một bức thư, nội dung giống hệt của Jihi. 8 rưỡi tối, khi say hạt tiêu, bà ta đã lén bỏ thuốc ngủ vào trong. Bởi vì đang làm chuyện xấu nên mới bị Jihi xuất hiện bất chợt dọa sợ. Khi Jihi chuẩn bị bỏ thuốc ngủ vào nước, bảo mẫu đã bỏ nó vào canh trước. Đến tối, bà ta mở két bảo hiểm, nhưng bên trong không có gì cả. Bina không tin, người đọc trộm di chúc sẽ bị tước quyền thừa kế. Nhất định phải nói chưa từng thấy rồi. Xử lý xong bảo mẫu, tiếp đến là Sun Jang. Bina hẹn bà ấy đi dạo, sau đó đưa mắt ra hiệu cho bảo mẫu. Mặc dù rất không muốn, nhưng không còn cách nào, Bina đã nắm thóp bà ta. Cô ấy chỉ kêu bảo mẫu tìm đồ, có điều không nói tìm gì, vậy thì tìm thế nào? Bảo mẫu lục tung mọi ngóc ngách lên. Khi Sun Jang quay về, trùng hợp gặp bà ấy ra ngoài. Sun Jang nhạy bén lập tức nhận ra lý do Bina rủ mình ra ngoài. Bina bắt đầu sắp xếp lại manh mối. Họa sĩ uống 5 viên thuốc ngủ, bây giờ mới tìm thấy 2 viên. Vậy là còn một người đút 3 viên, hay 3 người mỗi người 1 viên. Kẻ viết thư rất có khả năng là hung thủ đứng sau. Chớp mắt đã đến giờ ăn tối. Bina trực tiếp cầm bức thư ra, hỏi những ai đã nhận được nó. Go Sun nhận được nhưng cô ấy không mở ra, trực tiếp ném vào nhà kho. Sun Jang cũng nhận được, hơn nữa còn mở ra xem. Có điều bà ta không mở két bảo hiểm. He Jun cũng nhận được, đồng thời không mở két bảo hiểm giống Sun Jang. Bảo mẫu và Ji Hi không cần nói nữa. Không chỉ nhận được thư mà còn mở két. Jung Woo cũng nhận được, nếu nói không dao động thì là giả. Tầm này tuổi vẫn ở nhờ nhà bạn, ông ấy nhất định phải tìm đường lui cho bản thân. Thế là liền bỏ thuốc ngủ vào bình trà họa sĩ hay uống. Két bảo hiểm cũng được mở ra, nhưng bên trong không có gì. Jung Woo sợ bị nghi ngờ là người lấy trộm di chúc, trước khi đi còn lau sạch dấu vân tay, bảo sao không bị cảnh sát phát hiện. Nếu như vậy tất cả mọi người đều nhận được thư, chỉ có Go Chun và Bina không nhận được. He Jun cho rằng Go Chun nhất định cũng nhận được, vậy bây giờ chỉ còn lại mình Bina. Lẽ nào bức thư đó là cô ấy viết? Ánh mắt mọi người nhìn Bina cũng lập tức thay đổi. Go Chun và He Jun ra bên ngoài, Bina ngày càng chướng mắt. Go Chun chuẩn bị thực hiện kế hoạch, chuyện lá thư bị vạch trần, không khí trong gia đình cũng thay đổi. Bảo mẫu đang mài dao dưới bếp, Go Chun tìm kiếm một hình tam giác trong phòng làm việc. Jung Woo rơi vào trầm tư, Sun Jang lén lút tới tìm ông ấy. Bina ngủ ngon lành, bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân. Ji Hi vẫn không tỉnh giấc, Bina cẩn thận đi về phía cửa. Cánh cửa đột nhiên rung lắc dữ dội, hình như có ai đó muốn xông vào. Cô ấy cố gắng giữ chặt cửa. Một lát sau, mọi thứ yên ắng trở lại. Bina lấy hết dũng khí mở cửa ra. Rốt cuộc ai đang ở bên ngoài đây? Một bóng người đột nhiên lại gần. Bina lập tức bừng tỉnh, hóa ra là ác mộng, dọa cô ấy sợ chết khiếp. Bina xuống giường mở cửa. He Jun tình cờ nghe thấy tiếng động, thế là liền tháo tai nghe đi ra ngoài. Bina hơi khát nên xuống bếp uống nước. He Jun đứng sau âm thầm quan sát cô ấy. Sau khi uống nước xong, phía sau Bina xuất hiện một người, nhưng không ngờ giấc mơ biến thành sự thật, có người muốn lấy mạng cô ấy. Tiếp đó cô ấy bị oánh ngất, hai mắt nhắm lại ngã xuống sàn. Bina ngã xuống đất, tương cà chảy đầm đìa. Go Sun đi tới bị dọa hết hồn, cậu ta định gọi xe cấp cứu, nhưng bỗng nghĩ lại, Bina hẹo là chuyện tốt, dù sao cũng không ai nhìn thấy, coi như mình chưa từng đến là được. Bina đáng thương nằm dưới đất không ai quan tâm. Sau khi về phòng, Go Sun cả đêm không thể chợp mắt, chỉ ngồi đó đợi tin tức. Cuối cùng cũng có người phát hiện ra Bina, cậu ta ung dung chạy ra ngoài. Trong nhà vô cùng hỗn loạn, Bina không rõ sống hay chết. Xe cấp cứu đến, Ji Hi cũng theo họ tới bệnh viện. He Jun nghi ngờ là do Go Chun làm, bởi vì tối qua hắn nói muốn xử lý Bina, nhưng hắn không thừa nhận, dù sao cũng không có bằng chứng. May mà Bina có hảo quang nữ chính, thần chết không mang đi được. Sau khi băng bó vết thương xong chẳng khác gì bình thường. Lần này Ji Hi thật sự hoảng loạn, bà ta chỉ cần tiền, nhưng người trong biệt thự lại muốn lấy mạng. Ji Hi hoang mang, còn Bina thì không, cô ấy phải quay về biệt thự giải quyết chuyện này. Ji Hi đi làm thủ tục xuất viện, Bina đột nhiên nhận được một tin nhắn, mở ra xem, là một nhóm thám tử trên mạng. Bọn họ rất quan tâm tới chuyện của họa sĩ, tình hình của mỗi người đều được điều tra tường tận. Bina đột nhiên nhớ đến Go Sun, thế là liền hỏi cô ta chuyện gì đã xảy ra. Go Sun lấy máy ra gọi cho Bina,
Hai người ở cạnh nhau còn phải gọi điện, rốt cuộc là tại sao? Go-sun bảo rằng không muốn người khác nghĩ rằng bọn họ thân thiết. Gọi điện trước mặt thế này có chút kỳ quái. Bina quay về phòng mình, nhóm thám tử trên mạng là do Go-sun làm. Sức mạnh của cộng đồng mạng rất lớn, cuộc sống riêng của từng người đều bị điều tra ra. Lợi hại nhất là Go-chun, vốn tưởng hắn chỉ có 5 tiền án tiền sự. Không ngờ vẫn còn một lần ngoại tình, hai người xem rất chăm chú, quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn. Go-sun thích ghi chép cuộc sống, ngày sinh nhật họa sĩ cô ấy quay rất nhiều video, nói không chừng sẽ có manh mối. Lúc trước biết Ji-hee từng vào phòng họa sĩ, hết bị bảo mẫu gián đoạn lại bị Go-chun chen vào, không còn cách nào khác bà ấy mới nghĩ tới thuốc ngủ. Ngoài ba người họ ra, Hee-jun cũng từng vào phòng, cậu ta bảo mình bị nhà trường cảnh cáo, muốn hủy nó trước khi bị họa sĩ phát hiện. Mặc dù nói vậy nhưng mục đích thật sự là kết bảo hiểm. Thật ra cậu ta là người đầu tiên vào phòng, Ji-hee là người thứ hai. Bà ta lấy lý do giấu quà tặng bất ngờ cho họa sĩ, sau đó tới bảo mẫu, lý do là dọn dẹp vệ sinh. Cuối cùng là Go-chun, bảo rằng tìm họa sĩ có việc. Sau khi Ji-hee ra ngoài, Go-chun đi thẳng tới kết bảo hiểm. Sau đó bảo mẫu quay lại, Go-chun và Ji-hee dùng chiêu giống nhau, đều bảo bà ta ra ngoài có chuyện cần gặp. Bảo mẫu tức gần chết. Hôm nay ngày gì mà ai cũng tìm mình nói chuyện vậy? Vừa đuổi được bảo mẫu đi, Go-chun lại bị tiếng chuông điện thoại dọa hết hồn. Sau đó phát hiện Hee-jun đang trốn ở đó. Hai người đều sượng chân, nói như vậy, người đầu tiên vào phòng là Hee-jun, người ở lại cuối cùng là cậu ta và Go-chun. Hai tên này đều nói dối. Trên tay Go-chun có dạ quang, rất có khả năng hai người cùng nhìn thấy. Buổi tối lúc tổ chức tiệc, Go-sun cũng quay video, hai người xem đoạn ghi hình đó, nhưng không phát hiện manh mối mới. Bina nằm trên sofa ngủ thiếp đi, nỗi ám ảnh hồi nhỏ lại xuất hiện trong đầu, khiến cô ấy giật mình tỉnh dậy. Ở bên này, bảo mẫu đang chuẩn bị giặt quần áo, kết quả lại phát hiện một chiếc tất dính tương cà. Bà ta sợ hết hồn, không hiểu sao mình luôn dính phải những thứ kiểu này. Bây giờ không biết nên nói với ai. Trùng hợp Jung-gu đi qua, bảo mẫu quyết định nói cho ông ta. Cùng lúc đó, nhóm thám tử trên mạng đã tìm được manh mối. Bảo mẫu bỏ thuốc ngủ vào khi say hạt tiêu. Cái này lúc trước đã biết rồi. Mấu chốt là Go-chun cũng đang giở trò gì đó. Lúc trước chỉ đoán hắn bỏ thuốc, bây giờ có chứng cứ, suy đoán biến thành sự thật. 5 viên thuốc đã tìm ra 4 viên, vẫn thiếu viên cuối cùng. Có điều người bỏ thuốc chỉ là công cụ, người gửi thư mới là hung thủ, có điều cũng không chắc. Trong thư chỉ bảo di chúc ở đâu, không nói dùng thuốc ngủ là chiêu mà mọi người nghĩ đến. Nếu người gửi thư và thuốc ngủ đều nằm trong kế hoạch, vậy thì thật sự quá khủng khiếp, ai có thể nghĩ ra kế sách đáng sợ như vậy chứ. Bên ngoài đột nhiên có tiếng cãi cọ, hóa ra Jung-gu đang chất vấn Hee-jun. Chiếc tất dính tương cà là của cậu ta, nếu còn im lặng sẽ chỉ khiến bản thân trở thành kẻ tấn công Bina. Vì thế Hee-jun chỉ đành thừa nhận mình là người chứng kiến, ngay cả em gái mà thấy chết cũng không cứu, thật đúng là máu lạnh vô tình. Go-chun chuẩn bị báo cảnh sát xử lý. Hee-jun nói một câu lập tức khiến hắn an phận trở lại. Tiếp đó cậu ta lấy ra một đoạn ghi âm, là đoạn ghi lại lời Ji-hee thẳng thắn thừa nhận với Bina và cả cuộc nói chuyện giữa Bina và Go-sun. Không chỉ vậy, gần như có đủ giọng của mọi người. Cậu ta lắp máy nghe lén khắp các phòng, lý do là muốn tìm ra hung thủ sát hại họa sĩ. Hee-jun đã xâm hại nghiêm trọng quyền riêng tư của người khác. Sun-jang kiên quyết muốn báo cảnh sát, Bina cũng vậy. Nhưng những người khác ít nhiều đều nói xấu họa sĩ, cảnh sát đến sẽ rất rắc rối. Mọi người khuyên Sun-jang tự xử lý chuyện trong nhà. Bà ấy đồng ý không báo cảnh sát, nhưng phải gọi luật sư đến. Tuy nhiên không ngờ luật sư mang một tin tức quan trọng đến. Họa sĩ đã nhận Hee-jun làm con nuôi. Điều này có nghĩa là gì? Tài sản vốn dĩ thuộc về Bina sẽ phải chia đều cho Hee-jun. Chẳng trách cậu ta muốn trừ khử Bina. Không có cô ấy, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về cậu ta. Đương nhiên nếu có thể tìm thấy di chúc bị mất, tiền sẽ chia đều cho mọi người, cho dù tình hình thế nào. Chỉ cần có liên quan tới sự ra đi của họa sĩ sẽ bị tước quyền thừa kế. Go-chun suy nghĩ một hồi, hắn ta bỏ thuốc ngủ. Như vậy cho dù tình hình nào cũng sẽ không được chia tiền. Phải mau chóng nghĩ cách khác. Chuyện con nuôi khiến Sun-jang hoàn toàn kinh ngạc, không biết tiếp theo sẽ có bất ngờ gì xảy ra nữa. Ji-hee lại mờ mắt vì đống tài sản. Chuyện bà ta bỏ thuốc đã bị mọi người biết, cho dù tìm được di chúc cũng chắc chắn không có phần. Chi bằng không tìm nữa thì hơn, như vậy Bina có thể lấy được 50%. Bina nghe xong hoàn toàn cạn lời. Một lát sau, Ji-hee chạy đi thăm dò Sun-jang. Bà ta thường xuyên đánh gôn, vũ khí tấn công Bina chính là gậy đánh gôn. Nhưng Ji-hee không cùng đẳng cấp với Sun-jang. Vừa nhắc đến gậy đánh gôn, Sun-jang đã biết bà ta muốn làm gì. Ở bên này Go-chun đang lật đế giày, đáng tiếc không tìm được gì. Hắn giận đùng đùng chạy đi tìm Hee-jun, may mà Jung-gu đến kịp, nếu không hai người sẽ lao vào ính nhau. Go-chun giận dữ nói rằng Hee-jun đã lấy trộm di chúc. Tuy nhiên Jung-gu lại không quan tâm chuyện này, ông ấy đột nhiên quay về phòng tìm tờ báo cũ.
Go-chun và bảo mẫu đang tìm di chúc ở chỗ Hye-jun, Ji-hee và Bina tìm kiếm trong phòng làm việc của họa sĩ. Cuối cùng Bina đã tìm thấy, nhưng Ji-hee lại ngăn cô ấy công khai. Nếu mọi người biết sẽ chỉ được chia 20%, còn không sẽ được 50%. Kẻ ngốc cũng biết chọn thế nào. Hai người cãi nhau một hồi, Sun-jang nghe tiếng chạy tới. Lần này không giấu nổi nữa. Nếu không ngoài dự đoán, tài sản sẽ chia đều cho mọi người. Hiện giờ chuyện thuốc ngủ chỉ có người nhà biết. Cảnh sát và luật sư vẫn chưa biết, nhưng vấn đề là bây giờ chỉ tìm thấy 4 viên, còn thiếu 1 viên. Theo Go Sun nghĩ, không phải Hye-jun thì sẽ là Sun-jang. Hai người họ rất có khả năng. Bina phát hiện Hye-jun tặng một hộp sô-cô-la hôm sinh nhật họa sĩ. Mặc dù đã ăn tối nhưng ông ấy vẫn có thói quen ăn sô-cô-la. Nhưng trong hộp có 12 cái, không thể ăn hết. Những cái còn lại đâu mất rồi. Hai người quyết định thăm dò Hye-jun, nói không chừng trong sô-cô-la có thuốc ngủ. Ngoài ra, Sun-jang cho họa sĩ ăn macaron, có khi bên trong cũng có thuốc ngủ. Thăm dò Hye-jun đồng thời cũng thăm dò Sun-jang. Hai người gửi ảnh cho họ còn kèm theo dòng chữ. Tôi biết hôm sinh nhật có chuyện gì xảy ra, gặp nhau ở hầm đỗ xe. Hai người trốn trong xe quan sát. Sun-jang khó đối phó nhất đã tới. Bà ta nói rằng mình đã nhận được tin nhắn rồi. Nếu cảm thấy có vấn đề thì mang đi kiểm tra đi. Xem ra Sun-jang không phải. Hai người không chờ được Hye-jun, thế là liền vào phòng họa sĩ tìm sô-cô-la. Tìm không thấy thì phải làm sao? Nói không chừng Hye-jun đã tiêu hủy rồi. Một lát sau cậu ta vào phòng. Xem ra sô-cô-la quả thực có vấn đề. Hai người đột nhiên xuất hiện dọa Hye-jun một trận. Cậu ta khẳng định sô-cô-la không vấn đề. Nói không vô ích, ăn thử một cái là biết ngay. Ăn thì ăn ai sợ ai, một miếng không đủ thì thêm miếng nữa. Khi ăn đến miếng thứ ba, Hye-jun cuối cùng không chịu nổi nữa. Trực tiếp lăn ra ngủ, gọi thế nào cũng không tỉnh. Khi tỉnh lại đã ở đồn cảnh sát. Cậu ta đâu chịu bị bắt một mình, nhất định phải kéo người khác đi cùng. Ji-hee, Go-chun, Jung-gu, bảo mẫu, không ai có thể thoát. Điều này cũng có nghĩa là 5 người hết duyên với tài sản rồi. Một lát sau, Bina giao thư cho cảnh sát. Người bỏ thuốc mặc dù bị bắt, nhưng người gửi thư mới là kẻ đứng sau. Chuyện bức thư không cần gấp, trước tiên sắp xếp thứ tự vào phòng của 5 người trước. Ji-hee vào phòng lúc 2:01, Go-chun là 2:30, sau đó lấy di chúc đi. Tiếp theo là Hye-jun, rồi đến bảo mẫu. Cuối cùng là Jung-gu đã lau sạch dấu vân tay. Thời gian họa sĩ tử vong là từ 11:30 tới 12:00, cũng tức là khi bọn họ vào phòng, ông ấy đã hẹo rồi. Tiếp theo lại sắp xếp thứ tự bỏ thuốc. Đầu tiên là bảo mẫu bỏ thuốc ngủ vào canh cá trạch, họa sĩ uống hết bát canh đó. Người thứ hai là Ji-hee và Go-chun. Go-chun bỏ một viên vào trong hộp thuốc, Ji-hee cũng bỏ một viên. Khi uống thuốc vẫn uống trà, vì thế Jung-gu cũng coi là người thứ hai. Cuối cùng là Hye-jun bỏ thuốc trong hộp sô-cô-la. Buổi tối, một người bước vào phòng Bina, là Sun-jang đáng sợ. Cảnh này từng xuất hiện trong quá khứ kinh hoàng của Bina. Lẽ nào người vẫn luôn hại cô ấy là bà ta? Mặc dù đã tìm ra người bỏ thuốc, nhưng hung thủ cụ thể vẫn chưa thể xác định. Nếu sau 48 tiếng không có kết quả, bọn họ sẽ được thả. Các đài truyền hình thi nhau đưa tin về chuyện này. Đây có thể coi là vụ án cực kỳ hiếm thấy. Lời khai của 5 người bỏ thuốc cơ bản đồng nhất với nhau. Chuyện bỏ thuốc quả thực là sai. Nhưng ai biết họa sĩ dị ứng với thuốc ngủ chứ? Bọn họ vốn dĩ không có ý định hại ông ấy. Cứ như vậy, tòa án không thể duyệt lệnh bắt giữ. 5 người được thả ra để tiếp tục điều tra. Họa sĩ đã đăng xuất mấy ngày. Người nhà cuối cùng đã bắt đầu tổ chức tang lễ. 5 người đến muộn vội vàng vào chỗ ngồi. Cha xứ phát biểu xong đến lượt Sun-jang. Trong lễ tang còn xuất hiện một nhân vật mới. Khi Sun-jang lên tiếng, vẻ mặt ông ta rất kỳ quái. Bina đứng nhìn bà ấy chằm chằm. Lẽ nào vẻ mặt đau buồn này là giả vờ? Thời gian quay về đêm của 3 ngày trước, Bina đột nhiên tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Nhìn đồng hồ mới hơn 3 giờ sáng, vốn định ngủ thêm một chút, nhưng lại nghe thấy âm thanh vô cùng kỳ quái. Đeo tai nghe cũng vô ích, cô không thể ngủ nổi. Thế là chạy tới tìm Go-sun. Cô ấy cũng chưa ngủ. Hai người bắt đầu điều tra kẻ đứng sau. Rốt cuộc ai có ý định tiêu diệt họa sĩ? Họa sĩ bắt bảo mẫu viết bản kiểm điểm. Bà ấy giận dữ băm nát miếng gà. Jung-gu luôn trong dáng vẻ người tốt, nhưng biết người biết mặt khó biết lòng. Hye-jun nhìn có vẻ khá bình thường, tuy nhiên thỉnh thoảng khiến người ta sởn da gà. Ánh mắt cậu ta nhìn họa sĩ có vẻ không đúng. Ji-hee thích tiền đến mức ngay cả trong tên cũng nhắc đến thứ đó. Go-chun cũng thích tiền, từng làm nhiều trò lừa đảo, nhưng chưa từng bem người, vì thế loại hai người này. Còn về Sun-jang, bà ta là hồ ly chính hiệu, có điều hình như cũng không có động cơ gì. Hai người bắt đầu nghiên cứu bức thư, dòng chữ trên đó được cắt từ một quyển tạp chí, căn bản không có nét chữ để phân biệt. Hai người vào từng phòng tìm kiếm, kết quả vẫn không có thu hoạch gì hết. Thời gian quay về 2 ngày trước, hai người vẫn vò đầu bứt tai. Người gửi thư rốt cuộc là ai? Lẽ nào một trong 5 người bỏ thuốc ngủ giả vờ nhận được thư, như vậy sẽ không bị nghi ngờ là người gửi nữa. Cuộc nói chuyện của hai người bị Sun-jang nghe thấy. Ngoài thân phận người gửi thư ra, còn có một chuyện rất kỳ lạ, đó là tại sao không gửi cho Bina, là coi thường hay muốn hãm hại cô ấy? Hoặc có thể Bina mới chính là hung thủ. Khi ăn cơm, Go-sun thăm dò Sun-jang, hỏi bà ta nghi ngờ ai gửi thư. Câu trả lời của Sun-jang khiến Go-sun câm nín. Không biết, cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng.
vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay. Lần này cảnh sát tới cũng là để hỏi chuyện người gửi thư. Thân phận của kẻ đó quá thần bí, cảnh sát không có manh mối, bọn họ cũng vậy. Chuyện bức thư bỏ qua một bên trước, giờ tập trung vào việc họa sĩ bị sốc một tháng trước. Sun Răng nói rằng cũng không có gì đặc biệt, lúc đó tưởng ông ấy bị bệnh ung thư, thường xuyên phát bệnh. Tại sao cảnh sát lại nhắc tới chuyện này? Bởi vì họ từng đến bệnh viện, trong ghi chép không có nhắc tới vấn đề đó. Cảnh sát bảo Bina hỏi bác sĩ điều trị chính, cũng chính là người xuất hiện trong đám tang. Bác sĩ nói lần bị sốc đó không có gì đặc biệt, vì thế không ghi chép. Tình hình cụ thể có thể hỏi người nhà bệnh nhân đi cùng hôm đó. Bina muốn hỏi nhưng người ta không nói. Nếu không cô ấy đã không phải tới đây hỏi. Nếu người nhà không nói, vậy bác sĩ cũng không thể tiết lộ. Mặc dù không hỏi được gì nhiều, nhưng Bina ít nhất đã biết một chuyện. Một tháng trước họa sĩ bị sốc nhất định có vấn đề. Người hôm đó đi cùng ông ấy là Sun Răng. Vậy thì bà ta là người có vấn đề lớn nhất. Sun Răng là đạo diễn, biên kịch nổi tiếng, từng nhận không ít giải thưởng. Lẽ nào đây là vở kịch mà bà ta dựng lên? Bà ta hiện giờ hoàn toàn là người bị hại. Lúc đầu Tiểu Tam phá hoại hạnh phúc, sau đó họa sĩ bị bệnh, bà ấy từ bỏ sự nghiệp để ở nhà chăm sóc chồng. Sun Răng vẫn luôn âm thầm hy sinh, không mong báo đáp. Bà ấy xuất bản một cuốn sách, trong đó có một câu: người không vượt quá giới hạn sẽ không hiểu rõ sự nguy hiểm và đáng sợ của thế giới bên ngoài. Sun Răng viết câu này dường như đang nói bản thân. Trời đã muộn, nên đi ngủ rồi. Tối nay Bina ngủ trong lều cùng Go Sun. Từ sau khi họa sĩ gặp chuyện, quan hệ của họ cũng trở nên tốt hơn. Vậy rốt cuộc sự ra đi của ông ấy có đáng không? Thời gian quay về một ngày trước, 5 người bỏ thuốc ngủ được thả ra. Bọn họ cũng rất tò mò muốn biết ai là người gửi thư. Lá thư là nguyên do bắt đầu chuyện này. Nếu không phải vì nó, bọn họ cũng sẽ không bỏ thuốc. Rốt cuộc là ai dùng di chúc để dẫn dụ họ vậy? Nói tới di chúc lại nhớ tới luật sư. Ngoài họa sĩ ra, người biết trước di chúc chỉ có cô ấy. Nhưng luật sư không có động cơ. Họa sĩ tèo cô ấy cũng không được chia tiền. Vậy còn ai có thể đọc trước di chúc đây? Di chúc đó họa sĩ viết khi được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, 6 tháng trước lại sửa đổi lần nữa, sau này tiếp tục chỉnh sửa vài lần. Luật sư tiết lộ cho Bina một tin, Sun Răng từng nhắc tới chuyện tái hôn, nhưng họa sĩ hình như không đồng ý. Tái hôn và bị sốc, đây là lý do Bina nghi ngờ Sun Răng. Bác sĩ đột nhiên gọi cô ấy qua một bên, lý do họa sĩ bị sốc cũng là do thuốc ngủ. Sun Răng dặn ông ấy giấu chuyện này và xóa ghi chép điều trị. Nói như vậy thì một tháng trước Sun Răng đã biết họa sĩ dị ứng thuốc ngủ. Bina chặn xe bà ta lại, cô ấy muốn nói chuyện riêng. Mọi người đều sững sờ. Bina mặc dù rất dũng cảm, nhưng đi một mình không sợ bị diệt khẩu sao? Sau khi sự việc bại lộ, Sun Răng không hề hoảng loạn chút nào, bảo bà ấy tự yêu thành hận họa sĩ cũng đúng, hoặc nói rằng đây là kế hoạch của bà ta cũng không sao, nhưng không có chứng cứ, bà ta sẽ không thừa nhận. Mẹ Bina không đấu lại Sun Răng, cô ấy cũng vậy. Sun Răng quay sang nói rằng Bina rất đáng thương, hồi nhỏ không ai yêu, lớn lên không ai thương, người mẹ chỉ biết ra ngoài tìm đàn ông, người bố thì không thèm quan tâm. Bina lại nhớ tới nỗi ám ảnh hồi nhỏ, trái tim đột nhiên đau đớn đến mức không thở nổi. Sun Răng thả cô ấy bên đường. Sau khi xuống xe mới dễ chịu hơn chút, Bina nhớ lại lúc bị rơi xuống nước. Lúc đó Sun Răng đứng bên cạnh, lẽ nào bà ta từng làm gì cô ấy hồi nhỏ? Ở trong biệt thự, bảo mẫu quyết định đình công, bà ta cũng muốn thử cuộc sống thượng lưu, trở nên sang chảnh một chút. Bảo mẫu không làm việc khiến mọi người khó chịu, cơm không ai nấu, đồ không ai giặt, nếu tiếp tục như vậy sẽ chết đói mất. Bảo mẫu không làm việc cũng không chịu rời đi, tiền lương lúc trước vẫn chưa trả. Một lát sau, Bina quay về, cô ấy mặt đối mặt với Sun Răng. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, Ji-hee và Go-chun đều ngơ ngác. Ji-hee hỏi Bina rốt cuộc có chuyện gì, nhưng cô ấy bảo mình không sao. Ji-hee và Go-chun không biết nấu cơm nên chỉ đành ăn mì gói. Sau khi họa sĩ qua đời, lại xuất hiện một tin bùng nổ khác. Lúc trước có người bắt chước tranh của ông ấy. Chuyên gia tiến hành phân tích, kết luận rằng rất có thể hai bức này đều từ cùng một người. Điều này có nghĩa là họa sĩ tự làm giả. Go-chun chạy đi hỏi Jung-gu xem có chuyện gì. Tranh giả là hắn ta lấy từ chỗ người khác. Jung-gu bảo Go-chun đừng lo chuyện bao đồng, đừng oang oang lên như vậy. Lần này đã kiếm được không ít, đừng tham quá. Bảo mẫu đột nhiên xuất hiện. Tham làm gì, có liên quan tới tài sản không? Hai người không ke bà ta. Ngày hôm sau, 5 người mất quyền thừa kế bỗng có cơ hội trở mình. Nếu có thể đổ mọi tội lỗi cho người gửi thư, bọn họ sẽ không liên quan tới sự ra đi của họa sĩ nữa. Người gửi thư nhất định không dễ tìm, nhưng có thể làm giả. Tìm một người thừa nhận gửi thư, những người khác lấy được tài sản xong chia cho người đó. Kế hoạch rất hay, nhưng ai tình nguyện làm chuyện này? Ánh mắt mọi người dồn lên người bảo mẫu. Go-chun và Ji-hee vẫn còn con cái. Hye-jin nhỏ tuổi, tương lai sáng lạn, vì thế chỉ có bảo mẫu thích hợp nhất. Chỉ cần khẳng định không biết họa sĩ dị ứng thuốc ngủ, chịu khổ vài ngày là được ra ngoài rồi. Vài ngày đó kiếm được 5 tỷ, quá là hợp lý.
Bảo mẫu cảm thấy chuyện này có thể làm được, nhưng cần phải chuẩn bị thật tốt. Ji-hi và Go-chun luyện tập cùng bà ấy. Cùng lúc đó, Bina và Go-sun lẻn vào phòng Sun Jang. Máy tính vẫn chưa tắt, bên trong có một tấm ảnh kho báu giống y hệt trên lá thư. Điều này chứng tỏ bà ta quả thật có liên quan. Ở bên khác, trong tay Hye-jun cũng có bản đồ kho báu. Cậu ta bắt đầu tìm kiếm trong phòng làm việc của họa sĩ. Không biết đang tìm cái gì, lúc này có người bước vào. Hye-jun vội vàng trốn đi, người đến là bảo mẫu. Cậu ta âm thầm quan sát, hóa ra ở đây còn có phòng bí mật. Căn phòng này là kho báu của bảo mẫu. Lúc trước bà ta ăn trộm không ít đồ. Không lâu sau, bảo mẫu đã sẵn sàng ra đầu thú. Cùng lúc đó, Bina đang suy nghĩ xem có nên tố cáo Sun Jang không. Manh mối cô ấy đang nắm giữ đủ để chứng minh bà ta là người gửi thư. Bảo mẫu chạy đến đầu thú, nhưng cảnh sát không tin. Lúc này Bina gọi điện đến, cô ấy muốn tố cáo Sun Jang. Một lát sau, bà ta quay về, Bina đã đợi sẵn từ lâu. Cô ấy biết Sun Jang rất hận họa sĩ, muốn trừ khử họa sĩ không chỉ ngày một ngày hai, cho đến một tháng trước mới tìm thấy thủ đoạn tàn nhẫn nhất, để họa sĩ hẹo trong tay những người thân của mình. Không phải Sun Jang thích dùng chứng cứ nói chuyện sao? Bina có bằng chứng, trong máy tính bà ấy có bản đồ của kết bảo hiểm, thậm chí còn từng yêu cầu họa sĩ tái hôn, dặn bác sĩ che giấu chuyện ông ấy bị dị ứng thuốc ngủ. Sun Jang nói rằng bản đồ trong máy tính không phải của mình, nhưng cụ thể từ đâu ra thì không chịu nói. Bina tìm được mỗi thứ đó mà dám chất vấn Sun Jang, đúng là quá coi thường bà ta rồi. Bina không hiểu tại sao Sun Jang lại điên cuồng như vậy. Bà ta lại chuyển chủ đề nói về quá khứ của Bina, mỗi lần cảm thấy cứng họng là lại dùng chiêu này, lẽ nào là vì chột dạ sao? Tuy nhiên chiêu này đúng đỉnh, lần nào Bina cũng bị dao động. Sun Jang nhắc nhở Bina đừng chọc vào mình, nếu không người tổn thương nhất sẽ là cô ấy. Sun Jang luôn xé rách vết thương chưa lành, cô ấy cũng phải cứa vào vết sẹo của bà ta. Sun Jang cũng đáng thương chẳng khác gì Bina, cầu xin tình yêu 20 năm nay mà vẫn không có được, muốn có nhưng không có được, muốn buông bỏ lại không nỡ, đau khổ 20 năm vẫn không có danh phận, có gì đáng tự hào chứ? Sun Jang không hề tức giận như tưởng tượng, ngược lại còn bình tĩnh cổ vũ Bina. Thái độ của bà ta như vậy càng đáng sợ. Ở bên này, Hye-jun nhìn bức ảnh chụp chung với bố. Ông ấy đã mất tích nhiều năm, đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Căn nhà này quả thật có quá nhiều bí mật, hình như mỗi người đều có quá khứ không muốn để ai biết. Bina đấu không lại Sun Jang, lần nào cũng bị nói cho câm nín, nhưng vẫn chủ động tìm đến khiêu chiến. Đang chuẩn bị vào phòng, cô ấy đột nhiên phát hiện ra gì đó. Bina đi tới trước đồng hồ, có người lắp camera trên đó. Đây là phát hiện cực lớn. Cô ấy lấy thẻ nhớ đi, quay về mở ra xem. Không ngờ người gửi thư chính là họa sĩ. Lần này ông ta chơi lớn tới nỗi mất mạng luôn. Rốt cuộc mục đích ông ấy làm vậy là gì? Ông ấy là người thế nào? Căn nhà này ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Trước tiên xem câu chuyện của Hye-jun. 15 năm trước, cậu ấy và bố đến biệt thự. Người bố vào tìm họa sĩ, còn Hye-jun ngồi trong xe đợi. Nhưng ngồi đợi mãi tới tận tối. Người bố đi vào bình thường tuy nhiên lại được khiêng ra. Hye-jun sợ hãi vội vàng trốn vào bụi cỏ bên cạnh. Họa sĩ và Jung-gu nhét bố cậu ấy vào trong xe, sau đó lái xe rời đi. Chuyện này Hye-jun nhớ mãi trong lòng, vì thế mục đích của cậu ấy không chỉ là tài sản. Nghe lén cũng không phải vì muốn tìm hưng thủ hóa vàng họa sĩ, mà để tìm ra chân tướng bố mình bị sát hại. Khi nghe lén cuộc nói chuyện giữa họa sĩ và Jung-gu, Hye-jun biết đến sự tồn tại của đoạn ghi âm. Họa sĩ vẫn luôn dùng nó để uy hiếp Jung-gu. Trong đoạn ghi âm có sự thật về sự ra đi của bố cậu ấy, và Jung-gu chính là hưng thủ thật sự. Ở bên này, sau khi Bina phát hiện họa sĩ là người gửi thư, cô ấy hoàn toàn sụp đổ, vốn dĩ đã thiếu tình yêu của bố. Không biết bố mình là người như thế nào, bây giờ càng cảm thấy xa lạ hơn. Bina đưa video cho Go-sun xem, Go-sun cũng không ngờ sẽ như vậy. Lẽ nào khi gửi thư, họa sĩ đã ôm quyết tâm nhất định phải bay màu? Nếu như vậy thì chẳng phải sẽ biến thành vụ án tự hóa vàng sao? Tuy nhiên người đã khỏi ung thư tại sao phải lựa chọn tự hóa vàng? Họa sĩ gửi thư có thể hiểu được, muốn thăm dò sự tham lam của mọi người, xem ai hứng thú với gì chúc. Nhưng trả giá bằng mạng sống, cái giá này cũng lớn quá rồi. Cùng lúc đó, Hye-jun mở kho báu của bảo mẫu ra. Cậu ta tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng không tìm thấy đoạn ghi âm mà họa sĩ nhắc đến. Kho báu của bảo mẫu là hy vọng cuối cùng. Mấy năm nay bà ấy ăn trộm không ít đồ, còn máy ghi âm đó lại được giấu ở bình hoa trong đó. Hye-jun nhớ chiếc máy ghi âm này, năm đó là bố cậu ấy mang vào đây. Ở bên này, hai chị em bắt đầu nghiên cứu. Giả sử họa sĩ chỉ muốn chơi một trò chơi, không hề có ý định tự kết liễu. Vậy thì ai biến mọi chuyện trở nên như vậy? Ai là người có khả năng biết trước kế hoạch của ông ấy? Sun Jang, Ji-hi, Jung-gu, ba người này khá thân thiết với họa sĩ. Còn cả bảo mẫu, bà ta hiểu rõ căn nhà này nhất. Còn về Ji-hi và Go-chun, hai người đều bị họa sĩ ghét. Có lẽ sẽ không biết được kế hoạch của ông ta. Go-sun đề nghị đưa video cho hai người đó xem. Bọn họ lớn tuổi, kinh nghiệm dày dặn. Hơn nữa Go-chun chuyên lừa đảo, ít nhiều gì cũng hiểu được chuyện này. Sau khi biết họa sĩ gửi thư, bọn họ cũng rất kinh ngạc. Ji-hi ngốc nghếch ngoài ngạc nhiên ra chẳng giúp được gì cả. Go-chun chưa từng gặp trò nào lớn thế này, nhất thời cũng không biết nên làm gì. Không lâu sau,
Cảnh sát tới tìm Sun Jang, hóa ra Bina đã tố cáo bà ta. Sun Jang giận dữ quay sang lườm cô ấy. Sau khi bà ta bị đưa đi, Go Chun sắp xếp lại manh mối. Họa sĩ có lẽ là tự kết liễu. Ông ta biết rõ mình dị ứng với thuốc ngủ mà vẫn cố ý gửi thư thử lòng mọi người. Rõ ràng là muốn kéo tất cả mọi người xuống nước. Nói trắng ra là không muốn chia tài sản cho người khác, chỉ để cho một mình Bina. Nghệ thuật gia bình thường đều rất kỳ cục, chỉ làm theo sở thích của mình. Vì thế Go Chun mới nghĩ như vậy. Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng sự thật có đúng như vậy không? Ở bên này, Hye-jun bắt đầu nghe đoạn ghi âm. Hóa ra họa sĩ lừa hết tiền của bố cậu ấy. Hôm đó bố Hye-jun tới nhà ông ta đòi tiền, kết quả tiền không lấy được, ngay cả mạng còn khó giữ. Bố Hye-jun là In-guk, quỹ In-guk được hưởng 20% trong di chúc chính là được đặt theo tên của bố cậu ấy. 15 năm rồi, cuối cùng Hye-jun đã biết sự thật, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Sau khi đau buồn xong, cậu ấy sốp lại tinh thần, nghĩ cách trả thù cho bố. Cùng lúc đó, Go Chun hẹn gặp Ji-hee. Hắn có cách giữ lại 10% thuộc về họ. Bước đầu tiên là ăn cắp video. Có video trong tay mới có thể nắm quyền chủ động. Nhiệm vụ quan trọng này giao cho Ji-hee. Tuyệt đối không được để Bina và Go-sun phát hiện. Hai con nhóc đó căn bản không biết tiền khó kiếm thế nào. Một lòng chỉ muốn tìm ra sự thật. Go-chun và Ji-hee hoàn toàn trái ngược. Chân tướng là gì không quan trọng. Quan trọng là lấy được tiền. Lúc này có người nhét một bức thư vào trong hòm. Ji-hee bắt đầu ăn cắp video. Go-chun ở bên ngoài canh gác. Sau khi lấy được video, hắn ta lập tức xóa bản gốc. Việc này không nằm trong kế hoạch. Ji-hee thấy vậy bỗng trở nên lo lắng. Nếu bị Bina phát hiện, bà ta sẽ tiêu đời. Ở đồn cảnh sát, Sun Jang không chịu hé răng nửa lời. Bà ta quyết định im lặng đến cùng khiến cảnh sát rất đau đầu. Chưa từng thấy người phụ nữ nào cứng đầu như vậy. Lúc này Sun Jang cuối cùng đã lên tiếng, nói rằng cái này không phải của mình và cũng không biết của ai. Nói xong chuẩn bị rời đi, nhưng bị cảnh sát ngăn lại. Không cho đi cũng được, lấy lệnh bắt giữ ra. Cảnh sát chỉ biết câm nín. Ở biệt thự, hai chị em phát hiện video biến mất. Đối tượng nghi ngờ số 1 là Go Chun, thứ 2 là Hye-jun, nhưng chỉ là nghi ngờ, không có chứng cứ. Lúc này Jung-woo đi vào phòng làm việc của họa sĩ. Ông ta nhìn trúng bức tranh trên tường, sau đó không nói không rằng trực tiếp mang đi. Ở bên này, Ji-hee và Go Chun tới tìm luật sư. Mặc dù bọn họ từng đọc di chúc và có liên quan tới cái chết của họa sĩ, nhưng nếu tìm được người gửi thư, có còn được chia tài sản không? Dù sao bọn họ cũng bị lừa nên mới làm ra chuyện như vậy. Câu hỏi này rất dễ trả lời, không liên quan tới người gửi thư. Bọn họ đều đã đọc di chúc rồi, cũng bỏ thuốc rồi. Hai người đã hoàn toàn mất tư cách thừa kế tài sản. Điều này không thể thay đổi. Luật sư vừa đi, bảo mẫu đã trở về. Bà ta tức giận không có chỗ xả, bắt bà ta đi đầu thú. Bây giờ bị gánh tội cản trở người thi hành công vụ, phải nộp hàng chục triệu tiền phạt. Hai người không quan tâm, phạt thì phạt, liên quan gì tới họ đâu. Bây giờ còn đang đau đầu vì mất quyền thừa kế tài sản. Bảo mẫu nói rằng không phải Go Chun kêu mình đi đầu thú à? Sao giờ lại không liên quan tới hắn? Go Chun bày ra vẻ mặt vô tội, bảo rằng mình nói lúc nào, có chứng cứ không? Bảo mẫu giận tím người, không hổ danh là tội phạm lừa đảo. Go Chun không thừa nhận, Ji-hee cũng không thừa nhận. Bảo mẫu lần này tức giận tột độ, vừa bị mất quyền thừa kế, giờ còn phải nộp hàng chục triệu vào kho bạc nhà nước. Một lát sau, Hye-jun cầm con dao, cậu ta bắt đầu trả thù rồi. Jung-woo quay về phòng, phát hiện máy ghi âm trên bàn. Ông ấy ấn nghe thử, chính là thứ họa sĩ dùng để uy hiếp mình. Jung-woo định tiêu hủy đoạn ghi âm, kết quả Hye-jun đã ở đây đợi ông ta. Cậu ấy hỏi Jung-woo đang cầm gì trên tay. Ông ta bảo không có gì hết, nếu không có gì thì cùng nhau nghe đi. Sau đó Hye-jun cướp lấy máy ghi âm, phát trực tiếp trước mặt Jung-woo. Năm đó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? In-guk tới tìm họa sĩ đòi tiền, nhưng ông ta không quan tâm, chỉ bảo mình không có tiền. In-guk tức giận muốn tố cáo họa sĩ. Sau đó Jung-woo không cẩn thận ra tay bem người, nhưng đến giờ ông ta vẫn không thừa nhận, còn bảo đó là âm mưu của họa sĩ, không phải mình bem người. Jung-woo và In-guk đều đã trúng bẫy của họa sĩ, ông ta đã phải chịu báo ứng của mình, không ai có tư cách mắng chửi ông ta. Không ai biết Jung-woo làm thế nào để sống đến giờ. Hye-jun không thông cảm nổi, cậu ấy tận mắt nhìn thấy họa sĩ và ông ta khiêng bố mình ra ngoài. Jung-woo vậy mà không hề có chút hối hận nào. Hye-jun lấy con dao đã chuẩn bị sẵn ra, hỏi ông ta đã chôn bố mình ở đâu. Sun Jang đột nhiên xuất hiện ngăn cậu ấy lại, đừng vì một người không xứng đáng mà hủy hoại tương lai của mình. Jung-woo nhân cơ hội bỏ chạy. Hye-jun không nuốt nổi cục tức này. Ở bên khác, bốn người từng xem video đều thắc mắc một chuyện, tập đoàn In-guk được chia 20% là sao? Bảo mẫu đột nhiên xuất hiện, tập đoàn In-guk là tập đoàn mà họa sĩ dùng tên em trai gây dựng lên. Mặc dù bà ấy giải đáp nghi hoặc của bốn người, nhưng tại sao lại thích nghe trộm người khác nói chuyện vậy? Bảo mẫu nói rằng nếu không nghe trộm thì cũng chẳng ai quan tâm, cho dù bà ta có ở đây hay không, mọi người cũng thích nói gì nói. Không phải họ coi bảo mẫu là người nhà, mà không coi bà ấy là người. Bảo mẫu thật sự biết quá nhiều chuyện. Cùng lúc đó, Sun Jang cũng nghe được đoạn ghi âm. Bà ta hoàn toàn không ngờ In-guk mất tích thực chất lại bị Jung-woo trừ khử. Hơn nữa người chôn ông ấy còn là họa sĩ. Sun Jang không chấp nhận nổi,
Họa sĩ mặc dù máu lạnh vô tình, nhưng không đến nỗi ra tay em ruột chứ. Ông ta không có lý do gì để làm vậy. Hee-jun biết lý do, đó là tiền. Sau khi In-gup hẹo, tất cả tài sản đều đứng tên họa sĩ. Ở bên này, Ji-hee và Go-chun thử thăm dò bảo mẫu. Bọn họ muốn biết tập đoàn In-gup rốt cuộc là thế nào. Bảo mẫu có thể nói với họ, nhưng phải nộp tiền phạt cho bà ấy trước. Thậm chí còn phải viết giấy đảm bảo. Lúc này Sun Jang cũng giải đáp được thắc mắc 15 năm nay. Lúc đó họa sĩ đột nhiên mất ngủ, cả đêm không thể chợp mắt nổi. Bây giờ nghĩ lại, không phải mất ngủ mà là không dám ngủ, sợ ngủ say sẽ nói linh tinh, nhắc tới chuyện của In-gup. Lúc đó phòng ông ta cũng lập tức lắp cách âm, vốn tưởng để tránh tiếng ồn bên ngoài, hóa ra là sợ mình nói mớ. Theo Sun Jang thấy, họa sĩ cũng rất khổ sở, sống trong phòng như trong quan tài, đau khổ suốt 15 năm. Sun Jang nói vậy không phải để Hee-jun tha thứ cho họa sĩ, cũng không phải muốn cậu ấy thông cảm cho ông ta, chỉ hy vọng Hee-jun có thể cảm thấy dễ chịu hơn chút. Nhưng cậu ấy cũng không hề cảm thấy thoải mái hơn. Sun Jang bắt đầu kể chuyện về tập đoàn In-gup. Bảo mẫu cũng nói cho bốn người nghe. Tập đoàn In-gup là công cụ mà họa sĩ dùng để quảng cáo tranh. Mỗi khi một tác phẩm ra mắt, tập đoàn In-gup sẽ thu mua với giá cao để tạo ra giá trị. Đợi đến khi giá tăng mạnh, ông ta sẽ từ từ bán ra bên ngoài. Họa sĩ này đúng là quá nham hiểm, nhưng tại sao phải chia cho tập đoàn đó 20%? Theo những gì bảo mẫu biết, nếu họa sĩ hẹo, giá tác phẩm đương nhiên sẽ tăng. Bình thường không phải đều như vậy sao? Tác phẩm của cố họa sĩ sẽ có giá trị cao hơn. Họa sĩ kiếm đủ tiền rồi, phải bắt đầu kiếm vị thế trong xã hội. Tập đoàn In-gup do Jung-gu nắm giữ. Họa sĩ chết đi, sẽ không còn ai cai quản. Số tiền đó đương nhiên sẽ vào túi Jung-gu. Nếu như vậy, ông ta sẽ được chia 30%. Lẽ nào vốn dĩ họa sĩ chỉ định giả chết, Jung-gu diễn giả thành thật, trực tiếp hại ông ấy. Go-chun cảm thấy bất công. Khi hắn nhập kho phải chịu đói chịu rét, ngay cả áo giữ nhiệt cũng không có. Lúc đó viết thư cầu cứu họa sĩ, không mua áo giữ nhiệt thì cho hắn tiền tự mua cũng được. Nhưng họa sĩ không thèm quan tâm. Ji-hee cũng có nỗi khổ của mình, muốn lấy được tiền cấp dưỡng từ họa sĩ. Phải nộp bản kế hoạch trước một tháng, cho dù viết nhiều hơn 1.000, họa sĩ cũng sẽ bắt viết lại. Có một lần bà ta cộng trừ nhầm, viết nhiều hơn mấy chục nghìn. Họa sĩ trực tiếp cảnh cáo nếu có lần sau sẽ giảm tiền chu cấp. Muốn lấy tiền của ông ta thật sự quá khó. Bảo mẫu cũng không dễ dàng gì. Bà ta làm việc ở đây 20 năm, nhưng mới chỉ được tăng lương một lần. Cũng chính là ngày họa sĩ bị chẩn đoán mắc ung thư. Tiền lương mỗi tháng tăng thành 8 triệu. Cứ như vậy, bảo mẫu đã kiên trì 20 năm. Thực ra để bà ấy làm thêm 20 năm nữa cũng được. Tiền lương bao nhiêu không quan tâm, lấp đầy kho báu mới là quan trọng nhất. Ở bên này, sau khi bí mật bị phát hiện, Jung-gu vô cùng lo lắng. Lúc đó ông ta muốn báo cảnh sát, nhưng bị họa sĩ ngăn lại. Một khi báo cảnh sát, cuộc đời sẽ bị hủy hoại. Họa sĩ hứa sẽ chôn giấu chuyện này tới cuối đời. Để báo đáp, Jung-gu phải làm trâu làm ngựa cho ông ta. Ngày hôm sau, Ji-hee phát hiện manh mối quan trọng, nhưng không dám nói cho Bina, bởi vì nếu nói, cô ấy sẽ biết bà ta lấy trộm video. Bina đột nhiên bước vào dọa Ji-hee hết hồn. Cô ấy vừa nhìn đã biết mẹ có chuyện, thế là trực tiếp cướp lấy điện thoại. Còn chưa kịp đợi Bina phát tiết, Ji-hee đã bảo cô ấy xem video trước rồi nói. Bina mở ra xem, hóa ra là Jung-gu lén đổi di chúc. Vốn dĩ nó ở dưới đồng hồ, nhưng lại bị bỏ vào trong két. Bina tới tìm Jung-gu, nhưng ông ta không có nhà. Trùng hợp chạm mặt Hee-jun, Bina đưa video cho cậu ấy xem. Biểu cảm của Hee-jun khiến Bina có chút bối rối. Cậu ta cảm thấy tất cả mọi người đã bị họa sĩ trêu đùa. Bina lại tới tìm Go-sun phân tích. Dựa vào tình hình bây giờ, Jung-gu có vấn đề. Nếu di chúc ở trong đồng hồ, vậy mọi người sẽ không phải dùng thuốc ngủ, nhưng lại để vào két bảo hiểm. Tất cả sẽ phải nghĩ cách để họa sĩ ngủ say. Tuy nhiên vẫn còn một vấn đề. Trong máy tính của Sun Jang có bản đồ két bảo hiểm. Hơn nữa chuyện họa sĩ dị ứng thuốc ngủ là bà ta dặn bác sĩ che giấu. Vì thế rất có khả năng đây là âm mưu của hai người họ. Ở bên này, Sun Jang nhìn bức tranh trong phòng khách. Nó được treo ở đây để cảnh cáo một ai đó. Mặt trời vốn dĩ màu đỏ đã bị biến thành màu trắng. Mọi người đều tưởng ý của họa sĩ là mặt trời vốn có màu trắng xanh, nhưng thực chất là ông ấy dị ứng với màu đỏ, vì thế mới vẽ thành màu trắng như vậy. Không lâu sau, Sun Jang giao đoạn ghi âm cho cảnh sát. Trong này có chân tướng vụ việc In-gup mất tích. Mặc dù đã quá hạn truy tố, nhưng In-gup mất tích có khả năng liên quan tới việc họa sĩ gặp nạn. Cùng lúc đó, Jung-gu mang bức tranh trong phòng làm việc rời đi. Buổi tối, Sun Jang tới tìm ông ta. Bà ấy bảo mình đã giao đoạn ghi âm cho cảnh sát. Vụ án của In-gup đã quá thời hạn truy tố, vì thế không ảnh hưởng nhiều. Bây giờ quan trọng nhất là hoàn thành kế hoạch. Như vậy là có ý gì? Lẽ nào hai chị em đoán đúng rồi? Jung-gu và Sun Jang thật sự hợp sức hại họa sĩ sao? Vậy kế hoạch của họ rốt cuộc là gì? Sau khi trời sáng, bảo mẫu đưa cho Bina một bức thư. Một người thần bí nào đó nhét trong hòm. Bên trong có mấy tấm ảnh của Bina. Cô ấy sững sờ.
Go-sun cầm lấy xem. Buổi tối họa sĩ xảy ra chuyện, Bina ngồi trong phòng làm việc. Lẽ nào sự ra đi của họa sĩ cũng liên quan tới cô ấy? Bina nhất thời không biết nói gì. Sau khi im lặng một lúc, cô ấy bảo mọi người. Tối đó mình nhận được tin nhắn của họa sĩ. Ông ấy muốn nói chuyện riêng, dặn cô 4 giờ sáng tới phòng làm việc. Nhưng Bina đợi mãi không thấy ai đến, vì thế mới vào phòng họa sĩ kiểm tra. Thấy ông ấy đang ngủ say nên ra ngoài. 4 giờ sáng, nói như vậy Bina là người cuối cùng vào phòng họa sĩ. Lẽ nào chính cô ấy tiêm nicotine? Cùng lúc đó, Jung-woo ăn mặc lồng lộn, ông ta vô cùng hào hứng. Cuối cùng đã tới lúc trở mình, tiết mục tối nay sẽ vạch trần sự thật về bức tranh của họa sĩ. Jung-woo là khách mời đặc biệt, ông ta cực kỳ thành khẩn nói với mọi người. Thực ra tranh của họa sĩ đều do mình vẽ. Từ 15 năm trước, Jung-woo đã trở thành nô lệ của ông ta. Jung-woo nói với mọi người, tranh của họa sĩ đều do mình vẽ. Đây là chủ đề cực kỳ nhạy cảm trong giới nghệ thuật. Để chứng minh chuyện này, Jung-woo còn mang một bức tranh đến. Lúc này đột nhiên xuất hiện tình huống bất ngờ. Có người tố cáo Jung-woo sát hại In-wook mất tích nhiều năm nay. Mặt ông ta lập tức biến sắc nhưng không chịu thừa nhận. Người tố cáo gửi đoạn ghi âm đến. Jung-woo nghe xong vô cùng hoảng loạn. Sau khi phát đoạn ghi âm xong, Hye-jun xuất hiện trên TV. Là cậu ấy tố cáo ông ta. Kế hoạch của Jung-woo bị phá hỏng, có điều ông ta vẫn không thừa nhận. Người dẫn chương trình hỏi Jung-woo chuyện ra tay In-wook có phải sự thật không, nhưng ông ta chỉ nhấn mạnh tranh của họa sĩ chính là của mình. MC lại bảo do ông ta sát hại In-wook nên mới phải vẽ tranh cho họa sĩ đúng không? Jung-woo vô cùng tức giận, đã nói bức tranh đó là của mình rồi. Ông ta thất thần bỏ đi. Các báo đài lớn cũng đưa tin về chuyện này. Jung-woo còn chưa kịp nổi tiếng đã đứt giữa chừng. Ông ta cực kỳ tức giận. Hye-jun bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Cậu ấy không định tiễn Jung-woo, để ông ta phải sống cả đời trong nỗi ám ảnh bem người mới là trừng phạt tốt nhất. Jung-woo không có dũng khí đối mặt với Hye-jun. Cậu ấy bảo ông ta phi tang bố mình ở đâu. Hye-jun chỉ quan tâm vấn đề này. Jung-woo không nói cho cậu ấy, mà bảo rằng đó không phải lỗi của mình. Tất cả đều do họa sĩ độc ác. Hye-jun bảo rằng đây là lỗi của ông ta, đừng đổ tội cho người khác. Chính ông ta lựa chọn làm nô lệ cho họa sĩ, kết thúc 15 năm sống trong đau khổ. Vẫn còn rất nhiều 15 năm nữa đợi ông ta. Jung-woo tức giận rời đi. Sau khi Sun Jung biết tin kế hoạch thất bại, bà ta cảm thấy vô cùng giận dữ. Lúc này Jung-woo gọi điện tới nhưng bà ấy không nghe. Ông ta đã bị vứt bỏ rồi sao? Ở bên này, Bina vô tội đã không còn vô tội nữa. Mọi người đều nghi ngờ cô ấy tiêm nicotine, chỉ có Ji-hee nói đỡ cho cô ấy. Nhưng bây giờ nói gì cũng vô ích, nếu không làm việc gì có lỗi, tại sao phải nói dối? Nếu như không có những bức hình này, e là còn không chịu thừa nhận. Ji-hee kéo Bina trở về phòng, hỏi cô ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bina hình như có gì đó khó nói. Sau khi im lặng một hồi mới bảo mình rất sợ. Tối đó đột nhiên nhận được tin nhắn của họa sĩ. Cô ấy cũng rất bất ngờ, hơn 2 giờ sáng, Ji-hee đọc trộm di chúc trở về. Sau khi lo lắng một lúc cũng ngủ thiếp đi. 4 giờ sáng, Bina tỉnh dậy, cô ấy đến phòng làm việc như đã hẹn, nhưng đợi mãi không thấy họa sĩ xuống. Bina đi lên xem phát hiện ông ấy đang ngủ, vốn dĩ không để tâm lắm. Ai ngờ hôm sau họa sĩ đã bay màu, biết rằng tối đó ngoài mình ra còn có người khác bước vào phòng, hơn nữa còn cho ông ấy uống thuốc ngủ. Bina rất sợ hãi, cô ấy bảo rằng mình không tiêm nicotine, nhưng tình hình hiện giờ, người duy nhất tin cô ấy chỉ có mẹ thôi. Go-chun chắc chắn không tin, Bina che giấu chuyện mình vào phòng họa sĩ. Sau đó ra vẻ điều tra sự thật, vừa nhìn đã biết mục đích không đơn giản. Hai mẹ con lấy lý do sửa nhà để đến đây ở. Thực tế là không có tiền nên tới để cướp tài sản. Go-sun phát hiện Jung-woo đã lên hot search. Bọn họ lúc này mới biết In-wook bị ông ta sát hại. Tranh của họa sĩ là do Jung-woo vẽ. Đúng là không thể nhìn người khác qua vẻ ngoài. Lúc này, Jung-woo quay về. Ba người sợ hãi không dám nói câu nào. Cùng lúc đó, Ji-hee giúp Bina nghĩ cách đối phó. Họa sĩ bảo cô 4 giờ sáng tới phòng làm việc làm gì. Hành động này rất kỳ lạ, quan trọng nhất là ai chụp trộm Bina, đây mới là trọng điểm. Nếu có thể chụp Bina 4 giờ sáng ở phòng làm việc, vậy thì người chụp trộm nhất định cũng ở đó. Nếu không phải Bina tiêm nicotine, vậy chính là người đấy tiêm. Ở bên này, Jung-woo xông thẳng vào phòng Sun Jung, bà ấy trách ông ta đã phá hỏng tất cả. Kế hoạch sắp thành công, vậy mà ông ta lại trở thành điểm chú ý của dư luận. Jung-woo tưởng rằng mình đang vạch trần việc xấu xa của họa sĩ, không ngờ bây giờ lại vạch trần việc ác của ông ta. Sun Jung khuyên Jung-woo tránh đi trước, đợi sự việc lắng lại rồi nói tiếp, đồng thời đừng bất ngờ tìm tới đây. Rất nhiều người đang nhìn họ, Sun Jung sợ bản thân cũng bị nghi ngờ. Ở phòng làm việc, Ji-hee bắt đầu tìm vị trí của người chụp trộm, cuối cùng cũng xứng với cái tên của mình, vị trí là ở sau điều hòa. 4 giờ sáng Bina được họa sĩ gọi tới, còn người chụp trộm thì sao, rất có thể đã rơi đồ gì đó ở đây. Đang tìm kiếm thì bảo mẫu đến, Ji-hee nhanh chóng phát hiện ra điểm không đúng, có một lọ thuốc màu trông khác hoàn toàn, bà ấy ngửi thử, hình như không phải, vừa dứt lời đã bất tỉnh nhân sự, bảo mẫu ngửi thử cũng trúng chiêu, đây đâu phải thuốc màu gì, rõ ràng là nicotine.
Jung-woo đứng bên cạnh quan sát, không nói câu gì liền rời đi. Một lát sau, Ji-hee tỉnh dậy trước, sau đó đến bảo mẫu. Go-chun nghi ngờ nicotine là Bina bỏ vào, dù sao 4 giờ sáng cô ấy ở phòng làm việc. Bina không thừa nhận nhưng cũng không lấy ra được chứng cứ. Ji-hee chĩa mũi tên vào người chụp trộm, nhưng Go-chun vẫn luôn nhắm vào Bina không chịu dứt. Không có gì tại sao phải nói dối. Ji-hee kéo Bina ra sau lưng, ai dám động vào con gái bà ta sẽ liều mạng với người đó. Bảo mẫu đưa Bina đi, không ai hiểu rõ phòng làm việc hơn bà ấy, bởi vì trong đó có chứa kho báu của bà ta. Điều này đương nhiên không thể nói cho Bina biết. Bảo mẫu chỉ bảo rằng ở đó vốn dĩ không có nicotine. Hơn nữa bà ấy tin Bina không phải người xấu. Ji-hee tin Bina đó là vì tình mẹ con. Còn bảo mẫu rốt cuộc vì gì vậy? Sau khi thấy Hye-jun quay về, bảo mẫu có chút đau lòng. Bina vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Bà ấy lập tức giải thích mọi chuyện. Hye-jun để báo thù cho bố đã nhẫn nhịn ở căn nhà này 15 năm. Bina cũng không ngờ cậu ấy lại đáng thương như vậy. Cô ấy muốn tới an ủi, nhưng lại không biết an ủi thế nào. Chuyện của Bina khiến Go-sun chịu đả kích rất lớn. Cô ấy vốn tưởng có thể làm chị em tốt, không ngờ lại bị lợi dụng. Bina cũng không biết phải giải thích thế nào. Sau khi về phòng, Ji-hee vẫn đang nghĩ cách để chứng minh trong sạch cho con gái. Bina không quan tâm, Ji-hee liều mạng như vậy không phải vì tình yêu, mà vì tài sản, bởi vì bà ta đã mất quyền thừa kế. Nếu Bina cũng mất, vậy thì một đồng cũng không lấy được. Ji-hee có chút đau lòng, bà ta thích tiền, nhưng con gái sắp thành thủ phạm bem người rồi. Sao bà ta có thể chỉ nghĩ đến tiền được chứ? Lời của Bina như cứa vào trái tim bà ấy. Ji-hee đang chuẩn bị rơi nước mắt, bảo mẫu đột nhiên xuất hiện. Hai người lại quay về tìm Bina, hỏi cô ấy kịch bản lúc trước lấy từ chỗ Sun Jang có còn không. Bina nhất thời không hiểu bọn họ đang nói gì. Bảo mẫu nói rằng lần trước cô ấy bảo mình vào phòng Sun Jang, bà ấy đã tìm thấy kịch bản trong thùng rác. Bina lúc này mới nhớ ra, kịch bản vẫn còn, nhưng trong đó có điểm gì kỳ lạ sao? Bên trên có một đoạn như thế này, đáng sợ nhất là con gái của hồ ly tinh Doc Go-chun, cô ấy dùng độc hại chết bố. Cảnh này không phải đang xảy ra sao? Doc Go-chun là Bina, còn độc là nicotine, đây không phải đang viết chuyện nhà họ sao? Ji-hee cầm kịch bản tới tìm Sun Jang, đây căn bản không phải kịch bản mà là kế hoạch bem người. Sun Jang bật cười, bảo Ji-hee báo cảnh sát đi, nguyên nhân bay màu của họa sĩ là thuốc ngủ, không phải nicotine. Ji-hee không thể nhìn nổi dáng vẻ cao cao tại thượng của bà ta nữa. Hai người lập tức lao vào cãi nhau. Ji-hee hỏi Sun Jang không coi mình là người đúng không? Sun Jang bảo bà ta làm việc khác người thì sao coi là người được? 20 năm rồi, làm ầm ĩ đủ chưa? Ji-hee đột nhiên bình tĩnh lại, xen vào hôn nhân của người khác quả thật là lỗi của bà ấy. Năm đó Ji-hee còn quá trẻ, không kiểm soát được tình cảm của mình. Sun Jang từng chịu khổ, nhưng bà ấy cũng không dễ dàng gì. Sinh con riêng, làm tiểu tam, bị người đời chỉ trỏ. Ji-hee cũng hối hận về quyết định ban đầu, nhưng cũng vô ích, không thể nào quay lại như trước được nữa. Bà ấy bám lấy họa sĩ, chọc giận Sun Jang, không phải vì sợ hãi sao? Sợ họa sĩ bỏ rơi mình giống như vứt bỏ Bina. Con bé đã đủ khổ rồi. Để Bina trở thành đứa trẻ có đủ bố mẹ là quyết tâm lớn nhất của bà ấy. Sun Jang không hứng thú với câu chuyện của mẹ con họ. Ji-hee bảo có gì cứ chĩa vào bà ấy, đừng động tới Bina. Sun Jang vẫn giữ thái độ lạnh lùng mọi ngày. Ji-hee lau nước mắt, dứt khoát rời đi. Bina đứng ngoài cửa đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa hai người. Ji-hee giang hai tay ra ôm con gái vào lòng. Khoảnh khắc này Bina cuối cùng đã hiểu thế nào là tình mẫu tử. Sun Jang tối sầm mặt nhìn hai người. Khi ăn tối, Go-chun lại bắt đầu gây chuyện. Ji-hee ra mặt thay Bina. Go-chun muốn báo cảnh sát xử lý. Sun Jang không ý kiến. Dù sao Bina cũng nói dối, phải tiếp nhận điều tra. Lời nói dối của cô ấy nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến vụ án. Không, đã ảnh hưởng nghiêm trọng rồi, làm ra hành động như vậy mà vẫn tìm người khác nói lý lẽ. Lúc đó không cảm thấy hổ thẹn sao, luôn bày ra dáng vẻ vô tội. Nếu Sun Jang nhớ không nhầm thì tiền sử bẹo lực của Ji-hee thực ra là tác phẩm của Bina. Vẻ ngoài đơn thuần này rốt cuộc đang che giấu bí mật gì? E là chỉ có mình Bina biết, người luôn tìm kiếm sự thật lại đang che giấu sự thật. Mọi người nói xem có nực cười không? Nghe tới đây, Bina đành thừa nhận tội bẹo lực là cô ấy gây ra. Sun Jang tiếp tục công kích, vừa nói dối vừa bẹo lực. Bây giờ e là chẳng ai tin cô ấy được nữa. Nhìn biểu cảm của mọi người có thể thấy ai cũng nghĩ vậy. Bữa tối này không thể ăn nổi nữa. Bây giờ không ai là đối thủ của Sun Jang. Vậy tiền án bẹo lực trước đây là gì? Có một lần, Ji-hee bị chế nhạo là tiểu tam. Bina không nhìn nổi, trực tiếp oánh đối phương. Sau đó Ji-hee chịu tội thay cô ấy. Ở bên này, Sun Jang đang gọi điện cho Jung-woo. Hye-jun đứng ngoài cửa nghe lén. Sun Jang nói có lẽ Bina sẽ tự từ bỏ tài sản. Sau đó hai người hẹn gặp mặt. Hye-jun cũng đi theo. Sun Jang bảo Jung-woo cố gắng nhẫn nhịn. Chuyện của In-guk rất nhanh sẽ qua đi. Bây giờ Hye-jun rất tin tưởng bà ta. Sun Jang sẽ nghĩ cách xử lý cậu ấy. Hye-jun khó chịu vô cùng, lại bị lợi dụng rồi. Cậu ấy vào phòng Sun Jang tìm kiếm, bản ghi âm không tìm thấy, nhưng phát hiện ảnh chụp trộm Bina. Lúc này Sun Jang quay về, Hye-jun cầm bức ảnh rời đi.
không giải thích, cũng không nghe giải thích. Cậu ấy đưa ảnh cho Bina, đây rất có thể là kế hoạch của Sun Jang và Jung Gu. Mục đích là để Bina từ bỏ tài sản. Ở bên này, Sun Jang gọi Jung Gu quay về, bức ảnh ông ta chụp đã bị phát hiện, vì thế phải quay về giải thích rõ ràng. Lúc này Ji Hee cầm bức ảnh giải thích với mọi người, đây đều là âm mưu của Sun Jang. Bina coi như rửa sạch được nghi ngờ. Một lát sau, Jung Gu quay về. Hye Jun hỏi ông ta có quan hệ gì với Sun Jang, tại sao phải ép Bina từ bỏ tài sản, làm nô lệ của họa sĩ chưa đủ, còn muốn làm nô lệ của Sun Jang nữa sao? Jung Gu nghe xong chỉ biết câm nín, ông ta chạy vào chất vấn Sun Jang đang lợi dụng mình à. Sao Hye Jun lại biết kế hoạch của họ? Sun Jang không hiểu ông ta nói gì. Jung Gu lấy một cuốn sổ ra, bên trên ghi lại tất cả cuộc nói chuyện của họ. Chỉ cần Sun Jang phản bội, ông ta sẽ công khai cuốn sổ này. Sun Jang bật cười, bảo rằng Jung Gu và họa sĩ không khác gì nhau, thậm chí còn tham lam hơn họa sĩ. Jung Gu muốn tiễn ông ta lâu rồi, nhưng vẫn chưa lên được kế hoạch. Còn Sun Jang có kế hoạch nên hai người mới hợp tác với nhau. Jung Gu dòm ngó đến danh tiếng và tài sản của họa sĩ, vậy mà còn nói đều vì Sun Jang, thật đúng là nực cười. Hợp tác giữa hai người kết thúc tại đây. Jung Gu muốn dùng cuốn sổ uy hiếp Sun Jang, nhưng bà ta không bị mắc bẫy, bởi vì quá hiểu Jung Gu, ông ta không có gan đó. Jung Gu bị Sun Jang nói xong, lại bị mọi người sỉ nhục, hóa vàng in gúc mà còn có mặt mũi quay lại. Ông ta bảo rằng thì sao, đây là nhà của mình, tại sao không được quay về? Ji Hee nghi ngờ người tiêm nicotine là Jung Gu, ông ta lại bảo thì sao, họa sĩ xấu xa như vậy, hẹo không phải tốt hơn à? Khi In-guk chết, Jung Gu muốn báo cảnh sát, nhưng bị họa sĩ ngăn lại. Ji Hee đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lẽ nào người ném chậu hoa và tương tác Bina cũng là Jung Gu làm? Không sai, tiêm nicotine vào ính lén Bina đều là ông ta gây ra. Vốn dĩ Jung Gu không như vậy, là do họa sĩ ép ông ta phát điên. Jung Gu từng cầu xin họa sĩ tha cho mình một mạng, nhưng ông ta lại muốn hành hạ Jung Gu cả đời. Jung Gu tháo bức tranh ở phòng khách xuống, Go Chun muốn ngăn lại. Ông ấy bảo đây là tranh của mình, dựa vào cái gì mà không được lấy. Jung Gu đã hoàn toàn phát điên, ông ấy cầm bức tranh vào phòng làm việc, mặt trời phải là màu đỏ. Đây mới là tác phẩm hoàn chỉnh. Jung Gu mang tranh đi, không ai dám ngăn cản. Bina đuổi theo hỏi ông ấy lý do muốn trừ khử mình là gì. Jung Gu chỉ biết nói xin lỗi. Ông ta đưa cuốn sổ cho Bina, coi như quà tặng cô ấy. Một người, một xe, một tranh. Cứ như vậy rời khỏi biệt thự. Trên đường đi, Jung Gu đột nhiên ngứa ngáy khắp người, dường như có hàng nghìn con kiến đang bò vậy. Cùng lúc đó, Bina bắt đầu đọc cuốn sổ. Ngày 28 tháng 6 năm 2020, họa sĩ tụ tập mọi người lại với nhau. Kế hoạch của mình và Sun Jang cũng bắt đầu. Thuốc ngủ và nicotine đã chuẩn bị xong. Rốt cuộc tại sao họa sĩ lại đăng xuất? Ở bên này, trên người Jung Gu bắt đầu xuất hiện nốt đỏ. Đây là biểu hiện của dị ứng. Ông ấy dừng xe bên đường, thật sự không lái nổi nữa. Người nổi mẩn thì không nói, thậm chí còn không thở nổi. Sun Jang gọi điện cho Jung Gu, nhưng ông ta căn bản không nghe nổi. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, trong đầu xuất hiện nụ cười rạng rỡ của Sun Jang. Ông ấy ngừng vùng vẫy, cuộc sống nô lệ chấm dứt, mạng sống cũng kết thúc từ đây. Điện thoại của Jung Gu không có người nghe, Sun Jang bất giác lo lắng. Ở bên này, Bina vẫn đang đọc quyển sổ. Hóa ra một tháng trước, Sun Jang cho họa sĩ uống thuốc ngủ, chính là để lén đọc di chúc. Họa sĩ dị ứng thuốc ngủ là phát hiện bất ngờ. Sau đó Sun Jang tới tìm Jung Gu. Bà ta biết họa sĩ muốn dùng di chúc thử lòng mọi người, vì thế mới lập ra kế hoạch thuốc ngủ. Bina là người ưu tiên được thừa kế, đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu tấn công đầu tiên. Sun Jang lén lút đổi thư của họa sĩ. Nhìn bên ngoài giống y hệt, nhưng nội dung lại khác hoàn toàn. Tất cả chỉ đợi đến ngày sinh nhật của họa sĩ. Tối đó khoảng 11 giờ, bảo mẫu gặp Sun Jang. Bảo mẫu chuẩn bị mang máy tạo độ ẩm cho họa sĩ. Sun Jang lập tức đòi làm hộ. Lúc đó họa sĩ đã không ổn rồi, ông ấy liều mạng cầu cứu. Sun Jang ngồi bên cạnh quan sát. 20 năm qua, bà ấy vẫn luôn sống trong địa ngục. Bây giờ đã được giải thoát rồi. Bà ta nhìn họa sĩ đau khổ đến chết, trong lòng vừa vui vừa buồn. Câu cuối cùng mà Sun Jang nói với ông ta chính là sau khi ly hôn, ông ấy không nên tới tìm mình, không nên kéo mình quay lại địa ngục. Họa sĩ nổi tiếng qua đời trong biệt thự, chân tướng cũng dần được hé lộ. Bina tiếp tục đọc cuốn sổ mà Jung Gu để lại. Hóa ra ông ấy đã sớm biết chuyện họa sĩ khỏi bệnh. Lúc đó Jung Gu rất tức giận, vốn tưởng cuộc sống nô lệ sắp kết thúc, không ngờ vẫn phải tiếp tục. Ông ấy không ngừng gào thét trách than ông trời bất công. Một năm trước, chính thức từ bỏ sự nghiệp quay lại chăm sóc họa sĩ, Jung Gu vô cùng đau lòng. Họa sĩ phản bội Sun Jang, có con riêng với người phụ nữ khác, không hề biết gì về việc vợ mang bầu và sảy thai. Bina sững sờ, không ngờ Sun Jang từng mang thai và bị sảy. Chẳng trách bà ta hận họa sĩ như vậy, đó là chuyện xảy ra rất lâu về trước. Bà ấy không chỉ sảy thai, mà còn mất đi khả năng làm mẹ, cả đời này không thể có con được nữa. Sun Jang vốn muốn nói chuyện này cho họa sĩ, nhưng ông ta lại lấy đơn ly dị ra.
lời nói đến miệng đành ngậm ngùi nuốt vào, nước mắt bất giác rơi xuống. Bina đọc xong tất cả nội dung trong cuốn sổ, cũng coi như hiểu hơn về ngôi nhà này. Cô ấy vào phòng họa sĩ, lấy bức tranh treo trước két bảo hiểm xuống. Ji-hi hỏi con gái muốn làm gì. Bina trực tiếp đập xuống đất, một bức tranh khác được giấu bên trong rơi ra ngoài. Những người khác đều nhao nhao chạy đến. Bức tranh bị giấu bên trong là đả kích lớn nhất với Sun-jang, bởi vì đó chính là bà ta, họa sĩ và đứa con đã mất của họ. Hóa ra ông ấy biết chuyện sảy thai, trong lòng vẫn luôn có vị trí cho Sun-jang. Họa sĩ vẽ mình và bà ấy ở bên nhau, đủ để chứng minh tình cảm ông ấy dành cho Sun-jang. Bà ta có thể tha thứ cho họa sĩ không? Dù sao Bina cũng sẽ không tha thứ. Lúc trước cô ấy luôn khao khát tình yêu của bố, bây giờ không cần nữa. Bởi vì tất cả những việc ông ta làm đủ khiến Bina cảm thấy thất vọng. Ở bên này, Sun-jang nhìn bức tranh bị giấu, cảm xúc vô cùng hỗn độn. Có một lần, bà ấy phải đi công tác. Họa sĩ luôn nghi ngờ bà ấy nói dối, thật ra là để đi ngoại tình. Hai người đã không còn ân ái như lúc trước. Sun-jang muốn hoàn toàn kết thúc với ông ta, nhưng họa sĩ lại hỏi bà ấy một vấn đề. Nếu bọn họ có con thì mọi chuyện sẽ khác đúng không? Họa sĩ vẫn luôn muốn có con nhưng Sun-jang từ chối. Vì thế ông ta mới sinh một đứa với Ji-hi. Bina đột nhiên xông vào phòng đặt cuốn sổ lên bàn. Sun-jang tưởng cô ấy đang uy hiếp mình. Bà ta sẽ không đầu thú, cũng sẽ không chịu làm nô lệ như Jung-gu. Bina không có ý đó. Chuyện này cô ấy không muốn kè nữa. Tự thú hay không là chuyện của Sun-jang, không liên quan tới cô. Việc làm của Bina khiến bà ta hoàn toàn gục ngã. Muốn làm gì thì làm, nói thẳng ra không được à? Luôn bắt người ta phải đoán, làm vậy thú vị lắm sao? Bina không quan tâm, Sun-jang suýt nữa bị tức chết. Một lát sau, cảnh sát tới biệt thự. Mọi người lúc này mới biết Jung-gu xảy ra chuyện. Trên xe chỉ có một bức tranh, nguyên nhân đăng xuất phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi mới biết. Sun-jang sau khi thấy bức tranh liền hiểu ra tất cả. Jung-gu từ bỏ cuộc sống tạm bợ, lựa chọn kết liễu mạng sống. Cuốn sổ vẫn đặt trên bàn, Jung-gu không vạch trần bà ta. Sun-jang mở ra xem, bên trong ghi lại toàn bộ kế hoạch của hai người, từ bắt đầu tới khi kết thúc, không thiếu một chữ. Sun-jang bật cười điên cuồng, trước giờ vẫn luôn nói người khác là quái vật, hóa ra bản thân mới là quái vật thật sự. Ở bên này, Go-chun bắt đầu nổi ý đồ xấu. Họa sĩ đăng xuất rồi, Jung-gu cũng đã hẹo, nếu không hành động thì sẽ không lấy được một đồng nào. Sáng sớm, tiếng hét của bảo mẫu gây chấn động căn nhà, tranh của họa sĩ đã mất sạch. Go-chun tìm thấy một tờ giấy. Đừng tìm tôi, vô ích thôi, đây là nét chữ của Go-chun. Hóa ra tên lừa đảo đó đã lấy cắp tranh đi rồi, luật sư cũng đi tới. Go-chun không chỉ lấy trộm tranh, mà còn trộm cả di chúc. Hắn ta đúng là gây chuyện lớn rồi. Người khó chịu nhất lúc này là Go-chun, có điều may mà cô ấy đã quen rồi. Bina xin lỗi Go-chun vì đã không nói chuyện vào phòng làm việc. Đó là vì cô ấy sợ sẽ đánh mất sự tin tưởng mà không dễ gì có được. Go-chun không chấp nhận lời xin lỗi. Cô ấy thậm chí còn không tin bố, chỉ tin Bina. Vậy mà cuối cùng lại bị lừa gạt. Bina tiếp tục thừa nhận lỗi lầm. Cô ấy không muốn mất đi tình chị em này. Không lâu sau, cảnh sát đưa Hye-jun tới một nơi. In-guk bị vùi lấp ở đó. Nơi này Jung-gu đã nói với cậu trước khi đi. Hye-jun khóc không thành tiếng. Bố nói đi rồi sẽ về. Nhưng chớp mắt đã 15 năm trôi qua. Khi về chỉ còn lại bộ xương. Bên này đang đau khổ tột cùng. Còn Go-chun bên kia cười không khép miệng, hắn muốn tổ chức lễ truy điệu. Mọi người ở biệt thự nhanh chóng nhận được tin, Go-chun tổ chức lễ truy điệu cho họa sĩ. Đùa gì hài hước vậy, ai chẳng biết mục đích của hắn là bán tranh. Hye-jun tới tìm Bina, bọn họ đều không quan tâm đến tài sản. Hye-jun có một đề nghị, quyên góp tài sản cho xã hội, không thể để Go-chun nuốt trọn. Lúc này, Sun-jang chuẩn bị đi đầu thú, bà ta đã nghĩ thông suốt, nhận ra lỗi lầm của mình, bản thân đã vượt quá giới hạn. Bina nói rằng đầu thú cũng được, nhưng phải giúp một chuyện trước. Sau khi nói xong, Bina lại tới tìm bảo mẫu. Còn Hye-jun tìm đến Go-chun, cô ấy bên này không vấn đề gì. Bảo mẫu mặc dù không vui nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Ở bên này, Go-chun cũng chuẩn bị xong. Hắn nói với người phụ trách, gần đây có người làm giả di chúc của họa sĩ, nếu có ai mang đến tuyệt đối đừng tin. Lúc này bọn họ lại gặp rắc rối với Ji-hi. Ngoài Go-chun ra, người yêu tiền nhất chính là bà ấy. Bảo Ji-hi từ bỏ tài sản, quyên góp cho xã hội, đây không phải muốn lấy mạng bà ta sao? Bina luôn miệng gọi mẹ ngọt xớt, sau đó liên tục xin lỗi vì đã để bà ấy chịu khổ. Ji-hi không chịu nổi sự đáng yêu này, cuối cùng vẫn phải đồng ý. Buổi họp tác chiến đầu tiên bắt đầu, Hye-jun đã lên kế hoạch kỹ càng. Tất cả phải phối hợp ăn ý mới có thể lật đổ âm mưu của Go-chun. Mọi người đang nghĩ cách xử lý bảo vệ. Go-chun đột nhiên nói rằng dùng thuốc ngủ đi. Những người khác đều biến sắc, có những thứ không nên nhắc thì hơn. Không lâu sau, lễ truy điệu đã chuẩn bị xong. Go-chun nhấn mạnh phải chú ý người giả mạo di chúc, tuyệt đối không được để họ vào. Cùng lúc đó, nhóm người ở biệt thự bắt đầu hành động. Bọn họ đến trước cửa. Không được, Go-chun ở đó, không lẻn vào được. Bảo mẫu lên sàn đầu tiên, nhiệm vụ của bà ấy là xử lý Go-chun. Ăn mặc sang trọng thế này, nhìn là biết người có tiền. Go-chun đương nhiên phải đích thân phục vụ. Sau khi đánh lạc hướng hắn, cả đội trực tiếp đi vào. Tiếp đến chính là phần diễn xuất. Go-chun đột nhiên hét lớn.
bảo Hye-jun cố ý phá hỏng tác phẩm. Nhân viên đến xem tình hình, Hye-jun nhân cơ hội lấy thẻ của cậu ta. Go-sun cũng thuận lợi lấy được một cái. Ji-hee và Bi-nam một nhóm. Nhiệm vụ của hai mẹ con chính là đối phó với người quản lý hội trường. Go-chun đang dẫn bảo mẫu đi tham quan. Hắn ta cố gắng giới thiệu từng tác phẩm. Bảo mẫu không nói một câu nào, bởi vì mở miệng sẽ bại lộ thân phận. Nhân viên đột nhiên chạy đến thông báo, có người tự xưng là con gái họa sĩ đến. Bảo mẫu lập tức kéo Go-chun lại, không để hắn đi, nhưng đâu có ngăn được. Mất một khách hàng không sao, nhưng cả lễ truy điệu bị phá hỏng thì không thể được. Ở bên này, Hye-jun thay quần áo chuẩn bị vào phòng máy móc, nhưng không ngờ thẻ nhân viên cũng không mở được, hơn nữa còn bị một người khác phát hiện. May mà cậu ấy có nhan sắc, hơn nữa đối phương còn là con gái, không hề nghi ngờ, thậm chí còn mở cửa giúp. Hye-jun bên này thoát khỏi nguy hiểm, Go-sun cũng suýt bị bại lộ. May mà tâm trí Go-chun đang tập trung vào Bina, không quan tâm điều gì khác. Lúc này, Bina lấy chứng minh thư cho quản lý xem, nhưng Go-chun từng nhắc nhở có người làm giả di chúc, vì thế cô ta không tin. Ji-hee bảo rằng Go-chun là tên lừa đảo, quản lý vẫn không tin. Lúc này Go-chun đi đến, Ji-hee bắt đầu càm ràm một trận, quản lý bảo bọn họ ra ngoài nói, để lại một mình Bina trong phòng. Go-sun cũng bắt đầu hành động, cô ấy thông báo cho nhân viên, lãnh đạo dặn 10 giờ tắt đèn. Hình như có hoạt động gì đặc biệt, nếu không tin thì gọi điện hỏi quản lý. Nhân viên lập tức gọi đến, Bina nhanh chóng nghe máy. Chuyện 10 giờ tắt đèn đã xong. Cùng lúc đó, Hye-jun cũng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Chúng ta phải cho cậu ấy một like. Một sinh viên đại học luật, không chỉ biết nghe lén mà còn làm cả hacker. Ở bên này, Ji-hee và Go-chun vẫn đang cãi nhau. Hắn ta mặt dày quá mức, còn bảo mình không quen Ji-hee. Bina hoàn thành xong nhiệm vụ lập tức ra hiệu cho bà ấy. Ji-hee ngừng cãi nhau, rời đi không quay đầu nhìn lại. Lễ truy điệu cuối cùng cũng chuyển thành buổi đấu giá. Bảo mẫu và Sun-jang cũng có mặt. Bức tranh đầu tiên đã nổi tiếng từ lâu, giá khởi điểm 100 triệu, cạnh tranh rất ác liệt. Khi tăng giá lên 200 triệu, đèn đột nhiên tắt rụi, trên màn hình hiển thị dòng chữ không đồng. Những người khác tiến vào hiện trường. Tiếp đó Jung-gu xuất hiện trên màn hình lớn. Ở đây không có bức tranh nào do họa sĩ vẽ, toàn bộ đều là tác phẩm của ông ta. Việc ác của Go-chun bị vạch trần, danh tiếng sụp đổ. Sau đó giọng Go-chun vang lên, hắn từng đề nghị Jung-gu lợi dụng lễ truy điệu để bán tranh. Quản lý ở đây thật sự chỉ muốn chui xuống lỗ, không ngờ lại tin lời tên lừa đảo. Cho dù Go-chun có giải thích thế nào, mọi người cũng không mua tranh nữa. Bảo mẫu cũng không giả vờ nữa, bà ta tặng hắn 4 chữ, tự làm tự chịu. Sun-jang không nói gì, chỉ nhìn hắn rồi lắc đầu. Go-chun có được tất cả tác phẩm của họa sĩ, nhưng chẳng có ích gì, không bán được cái nào cả. Sau khi làm xong việc, Sun-jang cũng nên đi rồi. Bà ta tặng Bina một câu, sống thật tốt, đừng làm việc ác như bà ấy. Sun-jang không lừa người, bà ta thật sự đi đầu thú. Sau khi họa sĩ thân bại danh liệt, tài sản hàng trăm tỷ hóa thành hư không, chỉ còn lại căn biệt thự. Bảo mẫu còn đỡ, có tay có chân, tìm việc khác làm là được. Hơn nữa còn có tiền dưỡng lão. Nhưng Ji-hee không may mắn như vậy, họa sĩ là thu nhập chính của bà ta. Bây giờ ông ấy tèo rồi, tiền cũng không còn. Ji-hee phải suy nghĩ xem sau này sống thế nào. Nói cách khác là làm thế nào để sinh tồn. Mọi người lần lượt rời khỏi biệt thự, không chút lưu luyến. Mấy tháng sau, Ji-hee vào tù thăm Sun-jang, kể cho bà ấy những chuyện xảy ra gần đây. Bây giờ Ji-hee làm việc ở cửa hàng tiện lợi, nhưng tính cách ngang ngược, không muốn bị người khác bắt nạt. Vì thế công việc cũng có thể nói là khá vất vả. Sun-jang vẫn lạnh lùng như trước đây, nói xong rồi thì đi đi. Đây cũng không phải nơi tốt đẹp gì, sau này đừng đến nữa. Ji-hee nghiêm túc nói rằng, nếu mình không chen vào cuộc sống của Sun-jang, có phải sẽ không xảy ra chuyện này không? Sun-jang không trách Ji-hee, đây đều là lựa chọn của bà ấy. Bina đứng bên ngoài chờ, không vào trong. Trên đường về nhà, cô ấy đề nghị bán xe đi. Ji-hee không đồng ý, đây là thứ giá trị nhất của bà ấy. Nếu không phải Bina từ bỏ tài sản, bà ta cũng không phải sống khổ như bây giờ. Phải nói là thực sự quá đáng tiếc, nhưng Ji-hee không hối hận, đây là con đường mà bà ấy chọn. Cuối cùng bảo mẫu lên tu tâm dưỡng tính, Go-sun ở lại vườn hoa, Hye-jun thường xuyên đi thăm bố, Go-chun đội mũ lên, bắt chước họa sĩ. Trong cửa hàng tiện lợi có vị khách thái độ không tốt, Ji-hee cảm thấy chướng mắt. Khi trả tiền thừa cố tình ném đồng xu xuống bàn, đừng tưởng khách hàng là thượng đế, muốn làm thượng đế thì lên trời mua. Bina đang đọc sách, bỗng nhiên một cô gái đi tới bên cạnh, cô ấy nhớ lại bản thân khi còn nhỏ, năm đó vô tình rơi xuống nước, là Sun-jang đã cứu cô, hóa ra ám ảnh về tuổi thơ đều là Bina tự tưởng tượng ra, Sun-jang không muốn hại cô ấy. Bộ phim bản chất thật đến đây là kết thúc.